là thần gió đi khắp nơi bốn phương, bạn của cỏ cây, bạn của muôn loài. Vui quá là vui, ta đi dạo một vòng đây. Xin chào, chào ông cổ thụ ngàn năm. Chào chị xoan đào. Chào anh xoài. Chào em hoa hồng xinh đẹp. Thôi, ta đi thăm rừng đây. Sao thế này? Ai khóc vậy? Là con đây thần gió ơi. Cây non, sao đồng loại ngươi bị tàn phá như vậy? Con người đã đốn hết cha mẹ anh em của con rồi. Hả? Con người? Ôi, cái kem con má cháy luôn. Liếm một cái là mát tới bụng luôn. Cái gì vậy? Mình đâu có muốn đi du lịch đâu. Đây là chiêu dùng để đối phó với kẻ xấu đó con. Con nhìn kỹ nha. Sao mà gió mạnh quá vậy? Đâu có tương thích báo bão và lốc từ trung tâm vũ trụ đâu nè. Má ơi, con có cảm giác như có chuyện gì xảy ra thì phải. Chúng ta phải vào phòng nghiên cứu coi sao. Nè ông bạn, sao ông nói hôm nay không có gió bão mà giờ hình như có gió lốc rồi kìa. Chẳng lành rồi, thần gió đang thịnh nộ. Sao lại như vậy? Loài người phá hết cây rừng, bạn thân của ông ấy, nên ông ấy thịnh nộ, muốn trừng phạt loài người. Nhưng đâu phải con người ai cũng xấu. Ông ấy thịnh nộ như vậy thì nhiều người sẽ gặp họa mất. Chúng ta phải tìm cách cứu loài người thôi. Coi chừng ông ấy cuốn hai cha con ngươi trước đó. À, bác Đơm, hay quá à. Trời, bị té mà hay hả? Không có phải, gió nhờ con mang cái này đến cho bác nè. Là thư khiêu chiến sao? Ông ấy nói nếu như loài người không trồng lại rừng thì ổng sẽ gây gió bão để tiêu diệt loài người đó. Vậy là chúng ta hãy phụ giúp loài người trồng lại rừng đi ba. Thì ra cái cối sẽ giúp chúng ta ngăn gió bão và mưa lũ hả bác? Đúng vậy đó con. Nếu chúng ta trồng được nhiều rừng á thì sẽ giảm được bão lũ đó các con. Vậy từ nay chúng ta sẽ trồng nhiều cây xanh và bảo vệ rừng. Trồng thôi. Trồng cây vui quá ha. Gớm ơi, chuẩn bị về thôi con. Sắp tối rồi. Dạ, con biết rồi. Nhìn cái vỏ ốc luôn. Bài gì đâu khó quá chừng. Nhức đầu quá à. Ê, hay quá. Có tiếng đại dương nè. Hả? Xin chào. Ốc nói chuyện hả? Cậu bé, biết chưa, chuyện gì trên đời này ta cũng đều biết. Ồ, hay quá. Vậy ông có biết làm toán không? Chuyện nhỏ, ta là vỏ ốc thần kỳ mà. 9 x 18 bằng mấy gì vậy? 27. Ồ. Cả lớp chú ý, bạn nào giải được câu này nhanh nhất thì cô sẽ thưởng cho một bịch kẹo sô-cô-la. 5 + 2 + 2 + 7 - 9 là bằng mấy? 5 + 2 = 7. Rồi cộng 2 nữa. Ai, trời ơi, nhức đầu quá à. Bài gì mà khó quá vậy trời. Giáo ơi, giáo. Sao khó quá à. Giáo cô là bằng 7. Đúng rồi, Đốm giỏi lắm. Đốm hôm nay giỏi ghê vậy đó. Có bí quyết gì tính nhanh vậy? Chỉ mình với. May mắn thôi. Phải không? Hồi nãy mình thấy bạn chui đầu xuống gầm bàn làm gì? Khả nghi lắm nha. Làm gì có cái gì? Hả? Ồ, coi cái gì nè. Vậy mà chói hả? Giờ mình phải làm sao bây giờ?
đánh hắn đi. Hả? Đánh à. Mày dám đánh mình hả? Dạ. À, mà nó bơi mà. Cái thằng nhóc này sai, không thích được quán nghỉ đó hả? Hả? Thì ra có con ốc trốn trong đây, suối bậy mình. Hả? Mỗi người khác nói gì, tôi cũng tin như sao. Mình xin lỗi bung bự, chỉ tại mình nghe lời con ốc này suối bậy mà mình lỡ đánh bạn rồi. Bạn có sao không vợ? Hồi nãy mình cũng đỡ được nên cũng không đau lắm đâu. Mà lần sau đừng có bao giờ nghe lời người khác xúi dại nữa nha. Phải tỉnh tao chứ. Còn bây giờ nghĩ xem nên làm gì với con ốc suối bậy này đây. Chiên hay là dầm nước mắm? Rồi, bây giờ từng bạn đứng lên nói cho cô biết ước mơ sau này của các em là muốn làm gì nha. Dạ, sau này em muốn trở thành thợ làm bánh, làm ra những cái bánh ngon nhất trái đất. Còn em muốn thành bác sĩ giống như ba em. Em thì muốn nghiên cứu về khủng long, nên chắc sẽ làm nhà khảo cổ học. Bụng bự, ước mơ của em là gì nè? Dạ, đó giờ em chỉ giỏi ăn với ngủ mà, nên em chưa nghĩ ra ước mơ của mình nữa. Trật tự nào cả lớp. Bụng bự nè, mỗi người nên có cho mình một ước mơ để làm mục tiêu phấn đấu. Không sao hết, nếu hiện giờ em chưa có ước mơ, rồi một ngày em sẽ biết mình muốn làm gì thôi. Lúc đó hãy chiến đấu cho ước mơ của mình nha. Dạ. Ê, bụng bự, sao bạn buồn vậy? Thì vụ hồi nãy cô hỏi về ước mơ đó. Sao mấy bạn tìm được ước mơ của mình hay vậy? Bạn đừng lo, ước mơ sẽ tự động tới với mình thôi. Quan trọng là bạn có nhận ra hay không. Hình như là có đám cháy rừng ở gần đây đó. Cho con đi theo phụ giới được không? Cánh rừng đó con hay vô chơi lắm, biết đường tắt nhẹ. Cảm ơn con, con lên đi. Dạ. Mấy chú, tiến lên rồi bên phải. Chim non ơi, chị xuống đi, chị yên tâm đi, mình chụp bạn cho. Yeah. Cảm ơn bạn nha. Mình biết ước mơ của mình là gì rồi. Sau này mình muốn làm lính cứu hỏa để bảo vệ mọi người khỏi ngọn lửa hung dữ. Yeah. Không biết đi đến tận cùng bầu trời là gì ta. Mình nghe cô giáo bảo là cuối trời là đường chân trời mà. Ờ, mình nghe mẹ mình nói á, chính là thiên đường. À, chắc ở đó vui lắm hả? Thiên đường mà. Ôi, ở thiên đường mới tuyết trời làm sao? Vậy, chúng ta đi đến thiên đường đi. Ý, cho mình đi theo nữa, cho mình đi theo nữa. Tụi mình đi đến thiên đường đi. Các bạn về nhà sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu lưu. 10 phút nữa có mặt tại đây nha. Yeah, đọc đi. La 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 la. Đúng, con làm gì đó?
con đi đâu mà vội vàng vậy đó? Dạ, con đi đến thiên đường, có gì con nói mẹ sau. Ôi, cảnh mới đẹp làm sao. Ra khỏi nhà là nhất rồi. Đây chỉ là mấy cảnh vật ven đường thôi, ở thiên đường còn tuyệt vời hơn rất nhiều. À, đã quá à. Mình lên đó luôn ha đớm. Gần đến thiên đường chưa vậy? Mình mệt quá à. Mình đi không nổi nữa. Chắc gần tối rồi đó. Ở phía trước thôi. Các bạn cố gắng lên. Các bạn ơi, mình khát quá à. Tụi mình hết sạch nước rồi. Mình không đi nữa đâu, mình chết mất. Đi chưa đến thiên đường mà các bạn đã cho mình thấy địa ngục rồi. Mình không có, có thích cà rốt. Có ăn là sướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ai biểu các bạn toàn mang theo đồ chơi. Bây giờ mình chỉ ước là được nằm trên giường rồi ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất. Ừ, ở nhà là sướng nhất. Đi tìm thiên đường chi cho xa xôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Con nhớ nhà quá mẹ. Ây da, đau quá à. Rõ ràng là hình như có ai cắn hay làm gì mình thì phải. Buồn ngủ quá. Ghê quá. Bụng bự không biết tại sao nữa. Tự nhiên nó đau thấy tám chục ông trời luôn mà chẳng biết ai làm gì mình hết. Sao ghê vậy bụng bự? Hay là mình bị kẻ tàn hình tấn công? Phải ông đó, hay xí gạt mình vậy? Lúc đó mình đang ngủ thì... Ai? Ai đó? Nghe rùng rợn quá à. Hôm qua nó tấn công mình á, mình phát hiện được. Có khi nào tối nay nó lại tấn công mình nữa không? Nếu vậy, mình phải báo cho ba mình biết. Đúng vậy, chúng ta phải bắt được kẻ giấu mặt này mới được. Có một kẻ giấu mặt, nó tàn hình rồi tấn công một bữa tối qua đó ba. Đúng vậy á bác đớm, bác giúp con bắt đi nha bác. Kẻ giấu mặt, tàn hình hả? Có không đứa hai đứa nhỏ này, thiệt tình. Thiệt mà bác, nó còn tấn công vào lưng con nữa nè. Ba giúp bạn ấy đi, nếu không nó sẽ tấn công người khác nữa thì sao? Thôi được rồi, để bà ra tay cho. Kẻ tàn hình là đây đó hả? Bà nghi là chúng lắm mà. Vậy mà con cứ tưởng là kẻ tàn hình đâu mà. Còn dám cắn tao nữa, thật đáng chết mà. Thì ra là con đem cả bánh lên giường để ăn, lại lười quét dọn giường trước khi đi ngủ, cho nên kiến cắn chứ gì. Lũ kiến thật đáng chết. Không được giết chúng. Nè các bạn nhỏ, từ đây về sau, nếu trên giường có thức ăn thì các bạn cứ lên mà ăn và cắn bụng bự cho ta. Sao mẹ lại bên chúng vậy? Có như vậy thì bạn mới hết lười. Còn nói là ngoài hành tinh đó chứ. Tại vậy thì từ nay về sau con có còn đem thức ăn lên giường nữa không? Đem đi, cho kẻ giấu mặt tàn hình cắn cho biết. Dạ không.
hay ghê nha. Bé đúng là nhà khoa học số 1 luôn á. Cho hỏi, đây có ai là nhà khoa học chuyên nghiên cứu đủ thứ trên đời không? Chính là tôi đây. Mời vào nhà chơi. Chuyện là thế này, tôi vốn cũng là loài chim, nhưng tôi đã tập bay đủ kiểu mà chẳng thế nào bay được. Tôi cũng là chim mà, tôi muốn được bay một lần thôi, anh giúp tôi được chứ. Chim cánh cụt vốn tiến hóa đã thích nghi với môi trường giá rét rồi, đôi cánh còn chút xíu, sao mà bay được? Nha, nha, anh là nhà khoa học đại tài mà. Ha, có cách rồi. Chúng ta không bay lên được là vì có trọng lực của trái đất giữ chúng ta lại. Hai vật có khối lượng thì luôn hút nhau, mà trái đất thì nặng hơn chúng ta rất là nhiều lần, nên chúng ta mới bị trái đất hút lại đó. Ví dụ, ta có một tấm màn đang căng, ta quăng lên đó một trái dừa, tấm màn chìm xuống, rồi ta tiếp tục quăng lên đó một món đồ chơi nữa, món đồ chơi sẽ bị hút về chỗ trái dừa. Vậy nếu chúng ta có thể giảm được hút đó đi thì... Thì chúng ta sẽ bay lên. Chính xác. Đeo cái này vô, rồi dặn van trọng lực xuống. Mình bay được rồi nè. Vui quá à. Mình cũng bay được rồi nè. Cuối cùng cũng bay được một lần trong đời. Mà bay còn chậm quá, chắc là giảm thêm tí xíu nữa đi. Đi, đừng, đừng. Trời đất ơi. Ai cứu tôi đi, chỉ tại cái tật hấp tấp mà giờ bay ra tít ngoài vũ trụ luôn rồi. Lần sau cho dù có phấn khích tới cỡ nào đi nữa thì cũng phải nhớ suy nghĩ trước khi làm, nghe chưa? Nhà sạch thịt mát, bát sạch ngon cơm, la 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 la. Đó, cô chạy đi đâu đó? Mẹ ơi, dép con đâu rồi? Con tìm nãy giờ không thấy. Hôm qua con để ở đâu thì hôm nay nó vẫn ở chỗ đó thôi. Con tự đi tìm đi. Con nhớ là con quăng ngoài cửa thì phải. Tụi mày đây rồi, vậy mà không lên tiếng, để tao nãy giờ kiếm muốn chết luôn. Leo 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 leo, chúng tôi không phục vụ bạn đâu. Giỏi cho đôi dép, hôm nay muốn chống lại chủ nhân, biết tay ta. Leo 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 leo, dép ngon nha, dám phá ta, đợi đó. Ta sẽ bắt được các ngươi bằng bộ cần câu xuyên thế kỷ này. Xuyên hụt nha. Giờ thì biết nè con. Làm sao cắn đứt được? Sợi dây này là bằng chất liệu xuyên thế kỷ mà. Đau quá. Đốm, Đốm ơi, Đốm, Đốm,
Mẹ tưởng con đi học từ nãy giờ rồi, ai dè con còn chưa đi mà mãi chơi ở đây. Cô giáo gọi cho mẹ bắt con phải chép phạt 100 lần bài học hôm nay nè. Dạ, tại con mất mấy chiếc dép này, mà cũng tại con không ăn nắp mẹ ơi, giờ thì tiêu rồi. Cho đáng đời, cậu bé không ngăn nắp. Wow, nhiều hoa quá. Lần đầu tiên con mới thấy nhiều hoa như vậy đó. Đúng rồi, hội hoa chỉ tổ chức mỗi năm có một lần, gom hết tất cả các loài hoa đẹp về đây luôn. Ồ, có nhiều cái lạ ghê không? Chỗ gì mà sến xúa ghê vậy á, toàn là hoa với hoa không à. Vậy mà bạn thích hả Đốm? Thì cũng có nhiều cây lạ mà. Nếu mà bạn không thích thì đi ra đằng kia chờ một chút đi, lát về tụi mình sẽ hú. À, vậy cũng được. Hey, mấy cái bông hoa sến xúa đó mà cũng thích cho được nữa, thiệt là không hiểu mọi người. Đúng rồi, lũ bông hoa thiệt là nhảm nhí, vậy mà cũng có người thích. Ủa, ai vậy? Ủa, bạn cũng không thích hoa hả? Mà sao bạn ngồi đây vậy? Bạn không ở trong hội chợ hoa hả? Không, người ta chỉ thích mấy bông hoa đẹp đẽ, tỏa hương thơm thôi. Chứ tôi đầy gai, lại không có thơm, ai mà thèm thích chứ. À, bạn nói cũng đúng á. Mà tôi nghĩ là mỗi người có một giá trị riêng thôi, bạn đừng có buồn. Chắc là mọi người chưa nhìn được điểm mạnh của bạn thôi. Cảm ơn Xương Rồng nhiều nha, mình không ngờ bạn lại mạnh như vậy. Thấy chưa Xương Rồng, mình đã nói bạn mà. Có thể bạn không đẹp hoặc thơm như các loài hoa khác, nhưng giá trị của bạn nằm ở trái tim can đảm, dám đứng lên để bảo vệ mọi người trước cái xấu. Đúng rồi đó, mỗi người đều có giá trị riêng, đừng vì bản thân mình khác biệt mà tách biệt với mọi người nha. Mình hiểu rồi. Sắp tới giờ rồi, không biết Đốm đi đâu mà giờ này chưa tới nữa. Chắc lại là ngủ nướng nữa chứ gì. Đốm này chùm ngủ nướng của lớp mà. Xin chào. Ghê thiệt đó nha. Đó là đôi giày biết bay hả Đốm? Chính xác, một sản phẩm mới của ba mình. Không ở đâu có đâu. Đốm sướng ghê nha, lúc nào cũng được thử công nghệ hiện đại hết. Có gì đâu, nếu tao thích thì mình cho tao mượn nè. Thích chứ. Mà sử dụng thế nào hả Đốm? Bạn chỉ cần dậm hai chân xuống đất là giày sẽ tự động bay lên. Wow, bay lên được rồi nè. Hay ghê đó Đốm. Bạn nói ba bạn sản xuất thêm cho mình một đôi nữa được không? Chưa được đâu, đôi này còn phải sửa lỗi nhiều lắm. Nhưng vì mình ngoan nên ba mình mới cho dùng thử hôm nay thôi đó. Hả? Được xài có sáng nay thôi hả? Vậy cho mình mượn xài cái đi. Không được, sắp giờ học rồi. Bạn mà còn thử nữa là tụi mình trả học đó.
Đốm keo kiệt quá à. Có một chiếc thì không quay được đâu. Mình bay được rồi nè. Chết rồi, hãy giúp bụng bự thôi. Nhưng trường sắp đóng cổng rồi, nếu mà đi giúp bụng bự thì trễ giờ đó. Không được, bạn bè quan trọng hơn. Ừ, vậy mình đi giúp bụng bự đi. Trông mặt quá à, trông xuống đi mà. Mình quăng chiếc gì còn lại lên cho bạn, ráng chụp nha. Quay vòng vòng như vậy làm sao mà chụp được. Cố lên bụng bự, mình tin bạn làm được, cố lên. Hey. Hoàng hô, chụp được rồi. Chết rồi, trễ học rồi. Dạ thưa thầy, tụi con tới trễ. Dạ, con xin lỗi thầy. Thầy đã biết hết rồi. Tuy rằng đốm có khoe khoang, bụng bự có bợp chộp, tay to thì không chịu ngăn hai bạn, nhưng hành động vì bạn bè lúc hoạn nạn của các em rất đáng khen. Hứa là lần sau không có như vậy nữa thì thầy sẽ mở cửa cho vô trường. Dạ, tụi con xin hứa. Thôi, mày đưa vô đi. Nhân dịp Tết đến, ba mẹ lì xì cho con này đốm. Dạ, năm mới, con chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Mẹ lì xì cho con nè. Dạ, con cảm ơn ba mẹ. Vui quá là vui. Hả? Hello, chúc mừng năm mới nha. Năm mới phát tài chưa đốm? Ủa, phát tài là sao? Là bạn nhận lì xì chưa? Rồi, hồi sáng ba mẹ mình lì xì cho mình rồi. Ý mình là bạn đi chúc Tết vòng vòng mọi người chưa? Người lớn sẽ lì xì mình khi mình chúc Tết đó. À, chưa. Vậy thì đi đi, chứ có mỗi một bao lì xì của ba mẹ thì làm sao đủ xài. Bò vàng nói đúng á đốm, hai đứa mình đi chúc vòng vòng đi. Ừ. Ai đó? Dạ, năm mới con chúc bác nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài. Mấy đứa chờ một chút, bác đi lấy lì xì cho. Cách này hiệu quả ghê. Nè, cô lì xì cho hai đứa nè, chúc mấy đứa sang năm học giỏi nha. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Hôm nay vui ghê á, được quá chân lì xì luôn. Ừ, quá chừng luôn. Hôm nay, con với bụng bự đi chúc Tết, được quá vô tiền lì xì luôn. Nhưng mà, sao có bao nhiêu tiền, bao ít tiền vậy ba? Vậy là con chưa hiểu được ý nghĩa của lì xì rồi. Người Việt của mình theo phong tục cứ giao thừa hoặc là mùng một, cả nhà xúm dậy con cháu mừng tuổi người lớn trước, rồi tới lượt ông bà, cha mẹ lì xì lại cho con cháu để may mắn cả năm. Những người tới chơi cũng được nhận lì xì từ chủ nhà hoặc là ngược lại. Số tiền bên trong ít nhiều không có quan trọng đâu con, quan trọng là lấy hên, là mang ý nghĩa may mắn đó. Ồ, thì ra là vậy. Con cảm ơn ba, con hiểu rồi, mai con sẽ nói lại với bụng bự. Đốm giỏi lắm, vậy mới là con của mẹ chứ. Ủa, sao ba không có ở đây ta? Cái gì? Như vậy sẽ không còn được ăn Tết. Không, 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 mình phải cúng ngày Tết thôi. Có chuyện gì mà đốm gọi mình ra gấp như vậy? Đừng nói là đỡ muốn chiêu đãi tiệc cuối năm tụi mình nha. Mình không có khách sáo đâu. Bụng bự chỉ biết ăn mà thôi,
chuyện lớn rồi. Mai là Tết rồi, còn chuyện gì lớn hơn nữa chứ? Đúng đó, chuyện gì hả? Không lẽ giao thừa năm nay không có pháo hoa hả? Không phải, tất cả không phải, mà chúng ta sắp không có mùa xuân để đón Tết nữa. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn trọi à nha. Ba mình nói, một tia phóng xạ ở đâu phát ra đang làm biến đổi khí hậu trái đất, sẽ làm cho trái đất thay đổi, không còn bốn mùa nữa. Mà như vậy thì làm gì còn ngày Tết? Như vậy nghĩa là mùa xuân mất tiêu rồi. Ôi trời, nghĩa là mình không còn được ăn bánh tét, còn món gà nướng thơm phức nữa, bao nhiêu là bánh mứt. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ hả Đốm? Chúng ta phải lên kế hoạch cứu ngày Tết thôi. Mình phải cứu ngày Tết. Đây là hang thần kỳ, nó tránh được mọi tia bức xạ từ bên ngoài, do đó chúng ta cần phải giấu ngày Tết vào trong đây. Nhưng làm sao giấu ngày Tết trong đây được chứ? Thì cái gì là của ngày Tết chúng ta sẽ đem giấu hết vào trong đây. Tài tao thông minh đó. Anh ơi, anh ơi, trời, chuyện gì xảy ra với nhà của chúng ta vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Qua trong vườn của nhà chúng ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Không những như vậy mà bánh mứt, trái cây để ăn Tết đều biến mất hết trơn rồi. Vậy là chúng ta đã cứu được mùa xuân thành công rồi. Mình thấy có gì bất ổn thì phải. Nè, các cô đang làm cái gì vậy hả? Hả? À, có ai giải thích cho ba mẹ biết là chuyện gì không? Con muốn cứu ngày Tết thôi. Cứu ngày Tết? Trời ơi, đó chỉ là tài liệu nghiên cứu về thời tiết thôi, đâu có nghĩa là ngày Tết sẽ mất. Chúng ta sẽ từ từ cải tạo để bảo vệ môi trường, trái đất sẽ không nóng lên là được. Mấy đứa thiệt là. Vậy là ngày Tết vẫn còn hả bác? Tất nhiên rồi, chúng ta về nhà để chuẩn bị đón giao thừa thôi con. Yeah, vậy là mình vẫn được ăn bánh mứt tha hồ luôn. Cái tụi nhỏ này, Tết tới rồi mà vẫn còn nhiều trò quái quỷ như vậy đó hả? Thưa ba mẹ, con đi học. Con học hết bữa nay á là được nghỉ hè rồi. Từ mai là con sẽ đi chơi thoải mái với Đốm luôn. Yeah. Hả? Ba nó nói sao? Ba nó chuyển công tác nên nhà mình cũng phải chuyển đi sao? Bụng bự chắc sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao đâu, chỉ có... Không, con không chịu chuyển nhà đâu. Ba mẹ không thương con gì hết. Ơ, à, bụng bự. Đó, chuyện là vậy đó. Không, bụng bự không được chuyển đi. Bụng bự mà chuyển đi thì hè này tụi mình còn có hai đứa à, biết chơi gì giờ. Mình cũng không muốn chuyển đi đâu. Mọi người có cách nào giúp mình ở lại đây không? Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch giúp bụng bự không phải chuyển đi. À Minh kìa, kế hoạch của bạn là gì vậy Đốm? Vì lý do bụng bự phải chuyển đi là do ba bụng bự phải đi công tác xa đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm cho ba bụng bự mất việc là xong, không cần công tác xa, không còn chuyển nhà. Mình thấy kế hoạch này có gì đó sai sai á. Chắc là mình không nên làm vậy đâu. Không còn thời gian đâu, ăn kẹo biến hình giờ đi. Chúng ta còn phải hành động ngay. Đốc, bước một thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cắp cho bằng được tài liệu của ba bụng bự. Con kỳ lạ này, mau tránh đường đi, ta sắp trễ giờ làm rồi. Cơ tới rồi. À, con chim này dám ăn cắp tài liệu của ta hả? Chụp đi. Trời ơi, tài liệu của tôi, công việc của tôi. Kế hoạch thành công rồi. Tôi chết rồi, hết thời gian biến hình rồi. À, thì ra là mấy đứa. Dạ, tại con... Nhưng mà tại ba mẹ chuyển đi nơi khác nên con mới làm vậy thôi. Bác cho bụng bự ở lại đây chơi với tụi con đi, đừng chuyển đi nữa. Trời ơi, ba được công ty chuyển đi công tác ở gần nhà mình thôi. Đi chỉ mất 1 giờ đồng hồ, mà cũng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành công việc rồi về lại căn nhà cũ. Chuyến đi này chẳng khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày hết. Vậy hả ba? Vậy mà con cứ tưởng. Con chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đã bày trò phá phách. Tối nay về, ba mét mẹ, đánh đòn cho biết. Ba,
xin lỗi. Lần sau con hứa sẽ không hấp tấp mà gây họa nữa. Ui da, sao cái chân bữa nay nó nhức quá vậy ta? Con về rồi. Ủa, sao mẹ nằm ở đây? Mẹ nằm nghỉ một chút. Con ăn cơm trước đi nghe. Dạ. Mình ngủ quên lố giờ rồi. Bây giờ đói quá. Còn phải làm đồ ăn cho ba đốm với lại đốm nữa. Ôi da, đau quá. Con với cá thiệt là hư quá đi. Mẹ ơi, con đi chơi nha. Không được. Nhưng con lỡ hẹn các bạn rồi. Hôm nay con sẽ không được đi đâu hết. Con bị phạt. Hả? Nhưng tại sao? Con có làm gì đâu. Con tự tìm hiểu đi. Gì mà con bị phạt? Con tự tìm hiểu đi. Mình có làm gì đâu. Thiệt mặt ngầu với mình à. Mình thì sao vậy nè? Vậy chuẩn bị đi học đi con. Ồ, hay là mình đang đổi giày với mẹ. Để coi. Hả? Mẹ đi học đúng mình nè. Ba đi làm nè. Ôi da, đau quá. Ai để dép lung tung vậy trời? Là của mình. Chắc mẹ cũng bị té như vậy nè. Đau quá đi. Người nói được lúc này vậy? Làm sao để nói đây? Tức quá mà. Làm mẹ mà như vậy thì sao mà chịu được? Ôi cha cha. Ủa, nói được rồi nè. Mình nói được rồi. Chân cũng không đau nữa rồi. Cơ thể điều khiển được rồi. Mình chết sai mẹ rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hiểu rồi hả? Dạ. Vì con mà mẹ khổ hơn, cực hơn. Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Mẹ không có giận con đâu. Nhưng mà con phải hiểu và giúp mẹ nha. Dạ. Vậy tối nay con nấu ăn ha. Hả? Sao con nấu được? Mẹ giỡn thôi. Phụ mẹ nha. Chứ chân mẹ đau đi nhiều không có được. Dạ. Con sẽ là cái chân của mẹ. Ừ, giỏi. Xin chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa. Sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm. Không có phải như con nghĩ đâu. Nó cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Mới thấy sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đốm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ.
mọi người đang ủng hộ đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Mỗi cái coi xong. Hôm nay chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với đốm nha. Dạ. Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa. Đi chơi với bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy chân thật lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Bà đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Bà chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ con hiểu rồi, người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Sao cô chưa ngủ nữa? Dạ, con chơi một chút rồi ngủ. Cất ngay rồi lên giường ngủ cho mẹ. Dạ. Các em về nhà làm bài tập đầy đủ, mai nộp lại cho cô nha. Dạ. Bài tập làm cả đống luôn, làm gì nổi. Con về rồi. Về rồi hả? Về rửa tay ăn cơm nghe con. Nay ăn khổ qua nhiều thịt ha. Hả? Trời đó đắng lắm. Sao mẹ không chưng gà cho con ăn? Trời nóng ăn nhiều đồ chiên không tốt đâu con. Thôi lẹ đi, ăn cơm còn nghỉ trưa nữa. Dạ. Con chán gì trời, tivi mà chả có gì hay hết. Ba, cho con coi kênh khác được không? Chỉ mỗi có hoạt hình không à. Mấy kênh còn lại ba khóa hết rồi. Chỉ mấy kênh còn lại con chưa đủ tuổi để coi, có hiểu không? Chán quá. Hay ba cho con dùng máy tính đi. Để làm gì vậy con? Thì để con vừa học vừa coi những thứ con thích. Ba không nha, con hỏi mẹ đi. Nhưng mà ba chắc chắn mẹ cũng sẽ không. Sao vậy ba? Vì con sẽ không chỉ học trên máy tính, mà con sẽ tìm kiếm những thứ không tốt trong đó, và con còn làm tốn thời gian của con nữa. Bao giờ mới được làm những điều mình muốn đây? Khi nào con lớn đi. Làm gì cũng không được, muốn gì cũng không xong, chán muốn chết. À, ba có cái máy, hồi trước biến mình với bụng bự thành ông cụ. Giờ mình chỉnh lại, chắc cũng chỉ như đủ lớn thôi. Đúng là có lúc chỉnh lứa tuổi, mình sẽ chỉnh mình đến 30 tuổi. Ủa, sao mới có 5 giờ sáng mà đồng hồ đã kêu rồi? Vậy lẽ mà đi làm, ở đó mà thắc mắc. Làm gì? Đi làm kiếm tiền, bà 30 tuổi rồi, không còn học sinh tiểu học nữa đâu. Đúng rồi, cái máy, mình quên mất. Hay quá, mình lớn rồi. Trời ơi, vậy rồi thì làm lẹ cho xong công việc, chút nữa nộp sếp. Sếp nói không có trong ngày hôm nay, là đốm bị đuổi việc đó. Chết mình rồi. Đi làm đi, tới giờ rồi. Rồi rồi rồi, không rồi. Nhưng mà chưa ăn sáng hả? Không có thời gian đâu, đi đi. Đuối quá. Đuối quá đi. Có đồ ăn trên bàn kia, ăn đi. Ủa, sao hôm nay nó ngon vậy ta? Mau lên, còn làm việc gửi sếp nữa kìa. Con không muốn làm nữa đâu, mệt lắm rồi. Thay cho tôi đi. Hả, vậy là thành con nít rồi. Sao rồi con trai? Con muốn lớn nữa đâu, lớn cực lắm. Con đừng có lo, hãy từ từ tận hưởng bản thân mình khi còn nhỏ. Để khi con lớn lên, con sẽ nhớ lại thật vui vẻ, chứ không phải là hối tiếc nha con. Dạ, con hiểu rồi. Nhanh lên đốm, trời sắp mưa to rồi. Mắc cây mưa này là hai đứa bệnh cả tuần luôn đó. Ừ, mình đang ráng chạy nè. Ê,
Ồ, mấy bạn kiến này bị mắc kẹt hả? Bạn làm gì vậy Đốm? Làm gì còn thời gian mà lo cho bầy kiến nhỏ xíu? Còn chứ, vì nếu bầy kiến bị mắc kẹt trong cơn mưa này sẽ chết mất, mình phải giúp bạn ấy chứ. Xì, kệ bạn, mình chạy về trước đây, chúc bạn mắc mưa vui vẻ. Đó, mấy bạn chú tạm trong cái lều này nha, sắp tới mưa lớn lắm đó, mình đi trước nha. Khăn giấy nè Đốm, bạn bệnh nặng quá chừng luôn. Chắc là hôm qua ham tắm mưa chứ gì. Cả lớp trật tự, cô có thông báo nè. Quanh trường chúng ta mấy ngày nay có phát hiện một đối tượng khả nghi chuyên bắt cóc các học sinh. Các em đi học về nhớ đi theo nhóm, về ngay, không được la cà đó nha. Dạ. Yeah. Bốn đứa mình đi chung như vậy chắc không sao đâu ha. Ý, có cái kẹo sô-cô-la ai làm rớt nè. Xí, lụm nha. Ê, đừng có lụm. Hôm nay thu hoạch được một mẻ lớn, hên quá xá. Tụi mình bị bắt cả đám rồi. Im lặng, không cần tét đích từng đứa bây giờ. Đợi xíu, ta gọi xe tới, rồi mấy đứa mày sẽ được chui vô lòng kêu la thoải mái. Mình không muốn bị nhốt vô lòng đâu. Alo, bắt được rồi, mau cho xe tới đây. Cổng dây này chắc quá à. Bọn mình tiêu rồi. Các bạn đừng có lo, tụi mình sẽ cứu các bạn. Cảm ơn các bạn đã giúp mình. Thì bạn đã giúp mình chứ, bạn quên rồi sao? Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm mà. Đây chính là sức mạnh của lòng tốt đó. Mình hiểu rồi. Thì ra mình đã thật ích kỷ. Không sao đâu, bạn biết khuyết điểm và cải thiện là được rồi. Sau khi đứt dây, các bạn nhớ chạy thật nhanh về phía người lớn tri hô lên nha. Ai cho chúng mày chạy? Ai ai à, ui à, ai ai à, ô, ô, à, à, kiếm ở đâu mà đau quá vậy? Ai à, ô, ô, à, ô, à. Làm gì xấu nè, làm gì xấu nè. Trả đây, trả cho mình. Bắt được mình đây là mình trả. Đó, thấy chưa, gãy cái kẹp tóc của mình rồi, bắt đền bạn đó. Thì tại cái kẹp dởm chứ bộ. Còn dám nói như vậy nữa hả? Có biết mình quý cái kẹp này lắm không? Chứ không đúng hả? Mình nói sao nói vậy thôi. Không chơi với Đốm nữa đâu, ba xì. Không chơi thì thôi. Không chơi thì tôi chơi với chơi với mình tôi. Bác gái bực mình rồi. Kỳ này ruột xanh tiêu chắc. Ủa, rùa xanh nói gì mà bác không những không la mắng, rồi còn vui vẻ cho rùa xanh trái cây nữa. Lạ thiệt chứ. Rùa xanh, rùa xanh. À, Đốm, đi đâu có một mình vậy? Ăn trái cây không? Ăn. Ủa, hồi nãy mình thấy bác gấu giận lắm mà. Rùa xanh nói gì mà bác lại vui vẻ với bạn vậy? Biết mà, mình có câu từ trước mà. Ê, tay to kìa, để mình kêu bạn đó. Thôi đừng kêu. Ủa sao vậy? Nãy mình lỡ làm hư món đồ chơi yêu thích của tay to. Mình sợ tay to giận nên đổi thừa tại cái kẹp của bạn nó giỡn. À dè, tay to giận giận mình. Mình biết mình có lỗi rồi. Bạn có muốn xin lỗi tay to không? Tay to giận rồi, không có nghe mình nói nữa đâu. Phải thử mới biết chứ. Tay to, mình thật sự không có cố ý làm hư kẹp của bạn. Mình biết đó là lỗi của mình. Mình xin lỗi bạn.
tha lỗi cho bạn đó. Thiệt hả? Sao tao nói quý món đồ lắm hả? Món đồ chơi đó mình quý, nhưng mà đốm nó xin lỗi mình rồi, đốm cũng đâu có cố ý đâu, nên mình không giận đốm nữa. Mẹ mình có nấu đồ ăn ngon lắm đó, chiều đốm với rùa xanh qua nhà mình ăn nha. Thôi mình về đây, bye bye. Thấy thần chú hay chưa? Ý của bạn, thần chú chính là lời xin lỗi hả? Đúng vậy, thần chú đó chính là cảm ơn và xin lỗi. Mỗi khi ai đó làm một điều gì cho mình, hãy bày tỏ bằng cách cảm ơn. Còn nếu như mình làm gì có lỗi với ai đó, phải mạnh dạn xin lỗi ngay. Nếu như mình có lỗi mà mình giận lỗi, thì đâu có ai nỡ giận mình thêm đâu. Đúng không nè? À, mình hiểu rồi. Giống như lúc nãy, bạn đã nhận ra lỗi của mình, xin lỗi ngay, nên bác gấu không giận bạn nữa. Và khi bác gấu cho bạn trái táo, bạn cảm ơn, nên bác cho bạn thêm một trái nữa. Đúng rồi. Mình hiểu rồi. Cảm ơn rùa xanh nha. Câu thần chú của bạn thật là hiệu nghiệm quá. Bụng bự thế ra sao chẳng chịu đợi mình về chung. Hả? Hả? Ăn trộm à. Trời ơi, cái ví tiền của tôi. Trả lại đây, trả lại đây. Sao vậy con? Có chuyện gì ở trên lớp sao? Dạ, hồi nãy con đi học về, thấy một thằng nhóc móc túi bà lão, nhưng con lại sợ mà không dám la lên cho bà lão biết. Con chỉ cần la lên là mọi người sẽ giúp mà. Con đâu có can đảm được như vậy hả mẹ? Con đừng có lo, ba sẽ giúp cho con. Đây là cái dòng can đảm, nó sẽ giúp cho con can đảm hơn đó. Chào bạn. Chào bạn. Mình là dòng can đảm, mình sẽ giúp bạn. Được rồi, cảm ơn bạn nha. Bạn nào có thể giúp cô làm được nào? Hình như mình làm bài giống vậy rồi, nhưng lên sợ sai quá. Đúng rồi, can đảm lên, mình sẽ giúp bạn giải đúng bài này. Được rồi, mình sẽ can đảm lên. Thưa cô, em xung phong giải bài này. Ờ, bài của đốm giải đúng rồi nè. Giỏi lắm. Tên kia hôm qua lấy trộm ví bà lão kìa. Khoan cảm lên đớp, tụi mình mau đi gọi trước Hồng An đi. Mình hiểu rồi. Kia kìa chú Hồng An ơi, là tên đó đó. Được rồi, bây giờ chúng ta phải cùng hợp tác với nhau để bắt tên trộm này nha. Tụi con đi hướng bên kia đi. Nè nhóc, có phải hôm qua ví đã trộm ví của bà lão không? Ví nào? Tôi không biết ví nào hết. Còn chối nữa hả? Đã có người thấy hết rồi. Chạy đâu cho thoát. Yeah, hay quá, tụi mình đã làm được rồi. Ba ơi, tụi con lấy được cái ví cho bà lão rồi. Hay quá, con làm sao vậy? Tất cả là nhờ bạn Vọng này nè. Bạn giúp con làm bài tập trong lớp, rồi còn giúp con đòi lại ví tiền từ tên trộm kia nữa. Mình có làm gì đâu, bạn tự làm mà. Ủa, sao bạn nói bạn giúp mình mà? Con tự làm hết đó hả? Cái dòng chỉ khích lệ con thôi, giúp con tự tin mà làm. Mình chỉ là cái dòng bình thường thôi. Bạn có khả năng nhưng lại không tin vào bản thân mình, bởi vậy mình mới khích lệ bạn, giúp bạn can đảm tự tin làm mọi thứ bằng chính khả năng của mình đó. Hiểu rồi. Cảm ơn ba nhiều lắm. Cảm ơn bằng dòng luôn nha. Cuối cùng tụi mình cũng đã vượt qua kỳ thi cam go, chuẩn bị nghỉ hè thôi. Mình lo quá, không biết điểm thi như thế nào nữa. Mình mà bị điểm thấp chắc là mẹ buồn lắm. Trời ơi, học giỏi như tay to mà còn lo lắng nữa hả? Không lẽ là người ngoài hành tinh? Không sao đâu, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Xin chào các bạn, mình là Suzu. Mình đến từ hành tinh trí tuệ, hành tinh thông minh nhất trên vũ trụ này. Mà sao bạn lại tới đây vậy? Ở một nơi quá giỏi như vậy, mình cảm thấy chán. Mình muốn đi khám phá những hành tinh khác.
Vậy ở hành tinh bạn có gì? Người ở chỗ mình ai cũng giỏi hết, nên mọi người không đòi hỏi cũng không mong muốn gì. Nhưng làm sao bạn biết hành tinh của bạn á ai cũng giỏi? Có gì chứng minh không? Mẹ mình nói như vậy thì nó là như vậy. Chứng minh cho mấy bạn chỉ tốn thời gian thêm thôi. Thiệt là quá đáng. Đang ở trên hành tinh khác mà còn dám khoác lác như vậy nữa. Tụi mình sẽ cho bạn biết tay. Thôi thôi, mấy bạn đừng có như vậy được không? Bạn đó là khách mà. Nè, bạn Juju ơi, bạn nói chỗ của bạn giỏi như vậy, vậy vừa rồi bạn thi được bao nhiêu điểm? Thi được bao nhiêu điểm là sao? Ý mình là bạn làm bài kiểm tra có được điểm số cao không? Bài kiểm tra là gì? Mình hiểu rồi. Ở hành tinh Juju, mọi người đều nghĩ mình lại giỏi, nên chả có thi cử gì hết. Nhưng thi cử là gì? Có ăn được không? Ừ, không phải đồ ăn. Thi là để bạn biết chắc chắn được mình có thật sự giỏi hay không đó. Nghe hay quá vậy. Vậy mình muốn thi, mình muốn thi. Được thôi, vậy thì mình vô lớp thi thử nào. Đây là các câu hỏi trong bài thi. Bạn phải trả lời đầy đủ hết những câu hỏi này trong thời gian 10 phút. Nếu bạn đúng được nhiều câu thì điểm của bạn sẽ cao. Điều đó chứng tỏ là bạn giỏi. Mình hiểu rồi. Tài to, tính giờ đi. Được rồi, thời gian làm bài của các bạn bắt đầu. Hết giờ. Hả? Còn chưa làm xong mà. Bây giờ thì bạn đã hiểu thi là sao chưa? Mình hiểu rồi, thiệt là căng thẳng. Trước giờ mình chưa phải như vậy bao giờ cả. Đúng rồi, phải có thi như vậy chúng ta mới biết được thực lực của mình ở đâu. Từ đó phấn đấu nhiều hơn để ngày một giỏi hơn. Nếu mà không có thi cử thì mọi người sẽ không biết cầu tiến. Mọi người sẽ lười biếng, ỷ lại mà không cố gắng học tập thêm đâu. Mình hiểu rồi, cảm ơn các bạn đã cho mình một trải nghiệm thú vị. Mình sẽ kể lại với mọi người về các bạn nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Sao hôm nay trời nóng vậy ta? Khó ngủ á. Ủa, sao anh gà lại cái gì giờ này? Mai mình rủ bụng bự với tay to tìm hiểu coi sao. Hả? Mới 5 giờ sáng anh gà đã gáy rồi hả? Gáy tận 2 lần đó. Ảnh gọi ông mặt trời dậy đó. Không có gì đâu. Có, mình có thấy ông mặt trời trả lời ảnh đâu. Hay học xong á, mình chạy qua hỏi anh gà trống đi. Lỡ có chuyện gì mình giúp ảnh nữa. Được. Anh gà trống ơi, sao chả thấy ai hết trơn vậy ta? Chẳng lẽ ảnh đã gặp chuyện gì rồi hả? Tụi mình phải đi kiếm ảnh ngay. Ừ, nhanh lên. À, mà khoan, kiếm ở đâu vậy? Lên hỏi ông mặt trời thử coi. Lỡ mẹ mình nói đúng là anh gà trống gáy gõ ông mặt trời thì chắc ông mặt trời sẽ biết chứ. Có lý, đi thôi. Ông mặt trời ơi, ông mặt trời. Chuyện gì đó ba đứa? Dạ, tụi con đi kiếm anh gà trống. Vì sáng sớm nay con thấy ảnh gọi ông dậy rồi, mà nãy giờ con kiếm không thấy ảnh đâu hết. Hả? Ta tự dậy mà, ai gọi ta đâu. Ủa, sao mẹ con nói mỗi sáng tiếng ăn gà trống gáy là để đánh thức ông dậy mà. Không có nha, ta tự lập từ đó tới giờ chứ bộ. Vậy là nguy rồi, nếu không phải anh gà trống gáy để gọi mặt trời dậy thì lý do gì mà ảnh gáy lúc sớm vậy ta? Bình tĩnh, để ta kiếm cho. Cậu ta kìa, ngay bên khu rừng vui vẻ đó. Wow, tìm ra rồi, tụi con cảm ơn ông mặt trời nhiều. Anh gà trống, anh có sao không? Hey, đất hơi cứng nên chắc không nhiều dung đâu. Không phải, ý tụi em á là tại sao sáng nay anh gáy sớm dữ vậy? Thì ngày nào anh chả gáy, nhưng sao anh lại gáy sớm như vậy? À, để anh gọi đàn của mình dậy, chuẩn bị đi kiếm thức ăn. Ồ, thì ra là vậy. Tụi anh là gà nhà, nhưng tổ tiên dẫn từ gà rừng mà ra, nên tụi anh cảm nhận được nhiệt độ thời tiết thay đổi khi trời thấp sáng để thông báo với các chị, các mẹ gà mái. Vậy mà mẹ em cứ nói anh gõ mặt trời dậy đó.
Nhưng anh gây lớn như vậy còn để làm gì nữa không? À, ra cũng còn gì nữa anh? Thì anh gáy để lấy oai với mấy chị gà mái mưa. Anh gáy trong kiếm vợ kìa. Mấy đứa là lớn, anh kiếm vợ mà trưa rồi, sống về nhà đi. Thôi tiêu rồi, nãy đi rồi, quỳnh báo với mẹ. Giờ lẹ thôi mấy bạn. Tụi em chào tạm biệt anh gà trống. Tạm biệt mấy đứa. Tái Thọ, bạn đi đâu vậy? Lại đi chơi với tụi mình nè. Mình bận việc rồi, hôm khác mình ghé chơi nha. Mình đi trước đây. Tái Thọ cứ lạ lạ sao á được. Mình cũng thấy vậy, có chuyện gì thì phải. Đơm, bạn đè mình đau quá à. Tao tao phát hiện ra bây giờ. Táo ơi, hãy đưa tay ta đến chỗ phù thủy chuột. Tay to bị làm gì kìa? Đau, đau. Trời, Đơm, bạn đè lên cái bụng của mình rồi nè. Ôi, đau quá, xin lỗi bụng bự nha. Ủa, tay to, cái tay to của bạn đâu rồi? Sao giờ tay của bạn nhìn như tay mèo vậy? Tay của mình, tay của mình xấu lắm hả? Sao bà nói với con là chỉ cần đổi đôi tay to đi thì mọi người ai cũng thích con mà. Ai nói chứ, không có cái tay to sẽ không còn là tay to nữa. Đôi tay to đó không những đẹp mà còn giúp tay to nghe rõ hơn và làm cho bọn mình không bao giờ nhầm lẫn tay to với ai cả, bạn biết chưa? Vậy bà trả tay lại cho con. Đúng rồi, trả tay lại cho tay to đi. Không bao giờ ta trả lại, ta già rồi không nghe rõ được, ta cần đôi tay này. Bà sang đây nè. Ba phù thủy, ba phù thủy. Ủa, không có cái tay to ta vẫn nghe rõ quá nè. Đúng rồi, là con đeo cái máy giúp nghe rõ âm thanh vào tai của bà đó. Đây là phát minh của ba con, chỉ cần đeo vào tai là nghe rõ mọi thứ luôn. Vậy là bà không cần cái tai của tai to nữa rồi. Tai của bà bây giờ còn thính hơn nhiều lần cái tai của tai to nữa. Đúng thật, đúng thật. Cảm ơn các cháu nha, nhờ vậy mà ta nghe rõ rồi. Ta trả đôi tai lại cho cháu nè. Thì ra chỉ cần là chính mình thôi thì mọi người ai cũng yêu quý mình rồi. Mình không nên nghe theo lời xúi dục của người khác nữa. Đúng rồi đó, suýt chút nữa thì tai to thành tai nhỏ rồi. Sao buồn hiu vậy con? Nãy con cùng các bạn nhặt rác phía trước trường mà con chả được khen, chỉ có tai to được khen thôi. Có sao đâu con, mình làm được việc tốt thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được điều tốt mà. Con chả tin đâu. Cho con cái này nè. Cái gì vậy ba? Đây là thẻ tích điểm việc tốt. Chỉ cần con làm đủ 3 điểm việc tốt thì con sẽ đổi được một thứ mà con thích. Bất kỳ cái gì cũng được, đúng không ba? Đúng rồi, nhưng mà nếu người khác giúp lại con thì cái điểm đó nó sẽ mất đi rồi nghe. Dạ, con hiểu rồi, con đi đây. Phải tìm ai giúp đỡ mới được. Ê bụng bự, làm gì á? Mình xách đồ từ chợ về giúp mẹ mà nhiều quá à. Để mình giúp cho. Quá hay quá, còn 2 điểm nữa thôi đổi được robot mới rồi. Bạn làm gì á?
Nhà mình tự nhiên mọc lên cây xoài, mẹ nói mang ra rừng trồng cho nó mau lớn, chứ nhà mình chật quá à. Này tới to, đưa mình giúp cho. Là việc tốt khó quá, mệt quá, đứng hết nổi rồi. Nhà mình chỉ còn một điểm nữa thôi, phải giúp mẹ mới được. Mẹ có phụ mẹ nhanh nhanh nha. Nghe hay đó, giờ con lật ra giúp mẹ nha. À, mẹ ơi, con sâu, giúp con mắt nó đây mẹ, con sợ quá. Cảm ơn con. Cực quá, cả ngày luôn mà chỉ mới có 2 điểm. Con giúp ba đấm lưng nha, ba mỏi quá. Dạ được, để con ba. Chúc mừng bạn, bạn đã đủ điểm để đổi quà. Mình đổi robot được rồi. Yeah. Ủa, ông đang kiếm cái gì vậy? Đại ông dập té, rớt mất cái mắt kính rồi. Cái mắt kiến bể rồi. Ông dùng cái này đi ông. Hả? Tiền đâu mà con mua vậy? Ta không lấy đâu. Cái này con đổi bằng thẻ tích điểm điều tốt đó ông, nó không có tốn tiền. Đúng của ba giỏi quá. Ba hả? Con tính đi trả thẻ lại cho ba nè. Con dùng hết điểm rồi. Đâu, con coi lại coi. Hả? 3 điểm còn nguyên nè. Con vì ông lão mà hy sinh điểm của mình thì con đáng được nhận món quà từ thẻ chứ sao? Giờ thì con tính rồi. Làm điều tốt thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt. Không những vậy, con cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa. Ủa, hôm nay không có món thịt chiên hả mẹ? Thịt chiên con ăn mấy bữa nay rồi mà. Hôm nay mẹ nói nhiều món khác, cũng ngon lắm đó con. Nhưng con chỉ thích ăn thịt chiên thôi, mấy cái này thì con không có thèm. Nè, mẹ đã cực khổ đi chợ nấu cơm cho con ăn, không biết cảm ơn thì thôi mà còn khen chê nữa à. Thôi, con thì mà ăn nữa, con lên lầu đây. Con với cái chiều riết là hư, anh phải dạy cho nó một bài học mới được. Đó mà, xuống đây bao giờ một chút coi. Có chuyện gì vậy ba? Con đem cái túi này qua nhà cô chuột giùm ba. Con phải đi cẩn thận và thật nhanh đó nghe. Trong túi này ba có để thêm vài cái bánh, con có đói thì lấy ra mà ăn. Tối nay mẹ nấu món thịt chiên, mau về rồi ăn. Thiệt vậy hả ba? Vậy con đi nhanh đây. Đi xa có một chút mà được ăn thịt chiên, trời ơi thích ghê luôn á. Ê, đi từ từ thôi, chóng mặt quá. Hả? Cái túi này biết nói. Biết sao không? Người sách ta đi nhanh như vậy, ta chóng mặt quá. Túi cũng biết chóng mặt nữa, xạo à. Vì thịt chiên mi mới đi giúp ba mi. Mi tưởng tao muốn đi chung với mi sao? Cái túi này láo quá nha. Giờ mi có im không thì bảo. Nước ở đâu? Mi đâu vậy? Đâu rồi ta? Sao tiêu rồi? Ủa, đớm hả con? Sao con tới đây giờ này vậy? Dạ cô ơi, ba con nhờ con mang tới cho cô một cái túi. Nhưng con để cái túi cứng đầu nó chạy mất tiêu rồi. Bây giờ thì sắp tối, cô cho con ở lại đây một đêm nha con. Thôi con vô nhà đi, hai mẹ con cô cũng sắp ăn cơm rồi nè. Nhà cô chỉ ăn đạm bạc vậy thôi, con ăn đỡ nha. Dạ. Ủa sao anh đớm khóc vậy? Lần đầu tiên anh được ăn chén cơm ngon như vậy đó. Em còn cơm không? Cho anh thêm đi. Còn bao nhiêu đây là hết rồi, anh ăn đi. Hết rồi hả? Thôi em ăn đi. Vậy mẹ ăn đi. Ủa sao anh nhường em mà em không ăn? Mẹ cực khổ đi làm để có cơm cho em ăn, em phải nhường cho mẹ chứ. Mẹ ơi, con sai rồi. Chào mọi người. Tôi mang thức ăn tới cho mọi người đây. Ba ơi, con xin lỗi ba. Biết sai rồi hả đúng? Mẹ mình cực khổ nấu những món ngon cho mình ăn, mà người ta thì không có để ăn. Mình thì lại đi chê khen nu đòi. Yeah, hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Cái túi này nó giúp cho ba, để ba cho con một bài học đó. Về nhà xin lỗi và cảm ơn mẹ con đi. Bây giờ thì con cầm cái túi này, lấy thêm đồ ăn ra, rồi cả nhà cùng ăn. Dạ. Thích ghê luôn á. Nhà đốm có cái bong bóng bự ghê. Vô xem thử đi bụng bự. Không biết cái này có bay được không ha. Bự như vậy mà bay thì chắc là xa lắm đó. Tay to ngô quá à. Thì mình cứ thử là biết liền chứ gì. Đó, thấy như vậy nè là ra rồi. Còn nó bay hay không á thì xíu nữa mới biết chứ. Nó bay lên thiệt rồi kìa. Bạn nhảy xuống đi, không thôi nó cuốn bạn mất tích luôn đó. Mình không dám nhảy. Trời ơi, mình thấy máy nữa rồi. Cái đó là bóng thí nghiệm của ba mình mà. Để mình dậy bạn lại. Lạnh quá, càng lên cao càng lạnh đó ơi. Bạn có cách nào không đó? Chỉ có một cách là chiếc bong bóng xì thôi. Thôi, được đâu. Bong bóng mà xì ra, muốn déo đụng vô lưới là tụi mình chết chắc luôn. Chết rồi, nghe điện lớn quá. Thôi thì không bị đông cứng như lạnh, bị sét đánh đen mông luôn rồi. Thôi, một chiếc xịt bong bóng đi. Biết đâu, tụi mình ra xuống hồ nước, chỉ còn cách này thôi. Tùy bạn vậy. Mấy đứa, ở bên này nè. Trời ơi, chóng mặt quá à. Trời ơi, đầu óc quay cuồng, chắc mình chết quá. Hai đứa buông tay ra, mà sẽ đấu. Mình còn sống nè. Mình còn sống một bự ơi. Tụi con cảm ơn bác nhiều. Không có bác á là tụi con tiêu rồi. Hai đứa giỏi quá ha. Còn chưa nhận ra lỗi của mình nữa à. Dạ con xin lỗi bác. Mình xin lỗi bạn nha đốm. Tại vì mình tay máy tay chân, không có suy nghĩ trước mà làm bản thân và đốm gặp nguy hiểm. Con xin hứa từ nay con sẽ không tái phạm nữa đâu. Còn có lần sau nữa à. May mà cả bọn chưa bị sét đánh đen cái mông đó. Đen mông. Lần này chắc tay tao sẽ giận mình lắm đây. Con gấu này bạn nó quý nhất mà, mình lại làm lỡ tay hư nữa. Mình thật là hậu đậu mà. Tao tiêu mình rồi. Tao to hả? Đi đâu mà nhìn bạn lo lắng vậy đớm? Mình đi tìm bạn á. Có chuyện gì vậy? Mình lỡ làm hơn con gấu của bạn rồi. Mình xin lỗi nha. Trời, con gấu bông của mình. Mình ơi, cho bạn con khác nha. Con gấu này ba mình tặng, bạn có đền cũng đâu có ý nghĩa gì. Không sao đâu, mình về nhờ mẹ sửa lại giùm một cái là được rồi. Bạn đừng lo nữa nha. Ủa, tay tao bị sao vậy ta? Hồi nãy vừa buồn lắm mà. Con không biết cảm ơn mình đi. Hả? Ai nói vậy? Là mình nè. Ồ, mày mũi. Bạn làm gì mà tao to hết buồn hay vậy? Mình là mũi đặc biệt, mình không hút máu. Mình chỉ thích hút nỗi buồn và sự bức tức của người khác thôi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ủa, nhưng mà bạn thấy ai buồn thì bạn mới lại hút hả? Đúng rồi, mình cứ bay mọi nơi, thấy mình mới hút. Ủa, nhưng sao bạn không hút sẵn hết tất cả những cảm xúc nỗi buồn của mọi người đi? Như vậy thì mọi người trên thế giới này sẽ không còn phải buồn phiền hay tức giận gì nữa. Sao mình không nghĩ ra sớm hả? Bây giờ mình sẽ đi hút hết cảm xúc buồn giận của tất cả mọi người. Tuyệt lắm, mình sẽ chờ kết quả, có sao nhá. Vậy là mẹ sẽ không la mình khi mình chơi game nữa rồi. Nè nhóc, đưa tiền đây.
không thôi anh đánh cho một trận bây giờ. Dạ, đây là tiền em để dành mà. Mình bị lấy mất tiền rồi, vui quá. Trời ơi, kỳ cục vậy. Mẹ ơi, con lại đánh bạn đứa rồi, điểm kiểm tra bị không điểm nữa. Vậy hả con, mẹ vui quá đi. Trời ơi, cái gì vậy? Như vậy mà vẫn còn vui vẻ được sao? Loạn rồi, không được. Phải đánh bạn mũi dừng ngay mới được. Bạn mũi ơi, dừng lại ngay. Ủa, sao lại dừng lại? Không được đó mũi. Nếu như bạn hút hết tất cả nỗi buồn của mọi người thì trên thế giới này sẽ loạn hết. Mọi người sẽ không biết thế nào là đúng, là sai nữa. Hả? Thật vậy sao? Đúng rồi, mình đã nhận ra là mọi cảm xúc trên đời này đều quan trọng với chúng ta. Có vui vẻ thì cũng có lúc buồn. Tại sao phải có buồn? Buồn nhiều đâu có tốt đâu. Có chứ, có buồn thì sẽ có giận. Đối phương sẽ biết mình sai ở đâu và sửa đổi, cải thiện thành cái tốt. Rồi từ cái tốt, ta nhận lại được niềm vui. Nên là vui buồn giận đều rất quan trọng đối với mọi người. Ừ, mình cũng hiểu rồi. Từ nay mình sẽ hút những ai buồn quá nhiều hoặc nỗi buồn không đáng có thôi. Một cây, hai cây, ba cây. Ui da. Cây bút này nhìn ngộ ghê. Không biết của ai mà làm rất gây đầu của mình. Nhưng mà hình như nó từ trên cao rớt xuống thì phải. Từ trên trời rớt xuống. À, vậy là ông trời cho mình cây bút này là của mình. Wow, nhìn kỹ thấy nó đẹp ghê. Vẽ thử coi sao. Sao kỳ vậy? Không lẽ là... À, thì ra đây là cái bút thần kỳ, vẽ bất cứ cái gì cũng thành thật. Cây bút lại cho ta. Bà là ai? Ta là phù thủy. Vậy cây bút này là của bà? Đúng vậy, đây là cây bút phép thuật, nó rất là trung thành, nó chỉ có ích thực sự với chủ của nó thôi. Cây bút của bà thật là phiền toái. Vậy sao lúc nhặt được cậu không tìm cách đem trả? Con tất cả là cũng do mình tham lam. Đúng là cây bút phiền toái mà. Đi học về là đi học về, em vào nhà em chào ba mẹ. Khát quá Con bút bê này nhìn lạ quá.
chắc là có ai làm rớt. Hả? Nó búp bê biết nói. Hả? Nó nước ở đâu bây giờ? À, phải rồi, về nhà. Thôi mẹ con đi học mới về. Có chuyện gì mà gấp gáp dữ vậy con? Wow, bạn bay được hả? Cảm ơn bạn đã cứu mình. Mình tên là Bibi. Mình đến từ hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê? Đó là hành tinh có màu hồng rất đẹp, nhưng nó xa lắm. Vậy làm sao Bibi đến được đây? Mình đi lạc, một cơn gió to cuốn mình tới đây. May mà có bạn. Có gì đâu. Để cảm ơn, mình có cái này tặng bạn nè. Đây là gương không gian. Gương không gian? Dùng gương này thì bạn có thể nhìn thấy được cảnh vật trên khắp thế giới. Nhưng mà nó nhỏ xíu. Bạn đừng có lo. To ra. Đây là sư tử. Đây là ngựa vằn. Còn đây là chuột túi. Gương này có thấy được hành tinh của Bibi không? Được chứ. Hành tinh búp bê. Hành tinh búp bê. Hành tinh của Bibi đẹp quá. Cầu vồng. Sao vậy Bibi? Có cầu vồng, mình sẽ về được nhà. Đúng, đưa Bibi ra chỗ cầu vồng nha. À, có rồi. À, cầu phong, cảm ơn Đốm nha. Đốm sẽ nhớ Bibi lắm. Bibi cũng vậy, đến lúc Bibi phải về nhà rồi. Tạm biệt Đốm nha. Tạm biệt Bibi. Mình sẽ nhớ bạn nhiều lắm. Tìm giùm mình những vật bị gió cuốn đi không? Được, vậy bạn dẫn mình tới đó đi. Hả?
Gió thổi theo hướng cành cây bị nghiêng, vậy đồ của ba cũng bị cuốn theo hướng đó. Ê, bụng bự, bạn đang làm gì đó? Mình mới mua lon nước, nhưng mà bị mất khoan rồi, không có mở được. Chuyện nhỏ. Rồi, phải tìm cách khác thôi. Theo mình biết một con đường tắt. Đi đường này, chúng ta sẽ chặn đầu chiếc xe tải. Đi qua hàng rào này là tới rồi. Đừng lo cho mình, bạn cứ tiếp tục chạy đi. Chỉ còn chiếc nón nữa là mình đã chưa tìm được toàn bộ tài sản của ba. Sắp xong rồi, cố lên. À, còn bụng bự. Đuổi theo. Ah!
Ê! Hay ghê, tới lượt mình. Đứa nào đó? Đứa nào ném đá vào đầu của ta? Bác bà ơi, cái nón đó của ba cháu rất thích, bác lấy liền cháu được không bác? Hai đứa bay ném đá vào đầu của ta, tự bơi ra mà lấy đi. Tại bạn á, phải tìm cách lấy lại nón chứ. Mình biết rồi, bây giờ bạn tìm cho mình những món này nha. Mình leo lên cây đây. Quăng lon nước ngọt lên đây đi bụng bự. Sao giờ này chưa thấy đốm ở đâu hết vậy? Mẹ đốm có thấy mấy cái đồ tôi phơi ở ngoài sân hay không? Tự nhiên đâu mất tiêu rồi. Thì các bạn sẽ làm gì? Mình chưa bao giờ có nhiều tiền hết á. Mình cũng vậy. Trời ơi, đẹp quá à. Họ nó ra vậy. Ê, đó. Cái bóp này không phải của bạn.
mình nhặt được. Giờ sao? Nhặt được của rồi, trả người đánh mất. Đúng rồi. Mình trả lại cho người mất, có phải họ sẽ vui lắm đúng không? Bạn đã làm được một việc rất tốt. À, đói bụng quá. À, hay quá, có dưa hấu. Mẹ ơi, mẹ cắt dưa hấu cho con ăn đi. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ đi đâu rồi không biết. Đói quá. Hay là mình tự cắt dưa hấu ăn thôi. À! Đứt tay rồi. Mẹ ơi. Đốm ơi, Đốm. Đốm, con bị làm sao vậy? Trời ơi. Từ nay trở đi, Đốm không được tự ý dùng dao nữa nha. Vì như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi. Tại con nói bụng quá nên. Đốm biết lỗi như vậy là tốt rồi. Để mẹ cắt dưa hấu cho Đốm ăn nha. Dạ. Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò vua đầu bếp. Đúng là bụng bự mà. Cái gì cũng liên quan tới ăn uống. Cái này để làm gì bụng bự? Cái đó là rau á. Còn cái này là thịt. Vậy bây giờ làm sao? Thì lấy dao cắt rau với thịt ra rồi nấu lên chứ sao. Nhưng dao ở đâu mà cắt? Đi theo mình. Không được đâu, dùng dao nguy hiểm lắm. Đúng nhắc gàn quá. Thiệt mà, mình mới bị đứt tay hôm qua nè. Thôi, mình không chơi nữa đâu, thấy ghê quá à. Hai bạn đúng là nhát, để mình lấy cho. Hả? Nè. Nè, có gì đâu, thấy chưa? À! À! Hả? Ui da! Bụng bự, bạn có sao không? Bụng bự. Mình còn sống hả? Còn sống. Mấy con dao này thật là đáng sợ. Từ nay mình xin chừa. Sao ba vẫn chưa về ta? Con đợi thêm chút nữa nha. Chắc ba sắp về rồi đó. Chào cả nhà, ba Đốm đã về rồi đây. Ba hứa về sớm chở con đi chơi công viên. Ba không giữ lời, con giận ba luôn. Chết, ba xin lỗi con trai. Ba thực sự không nhớ gì. Hôm nay ở cơ quan nhiều việc quá. Thông cảm đi con. Ngày mai cuối tuần ba sẽ chở Đốm đi chơi bù. Không, con không chịu đâu. Ba không giữ lời, con giận ba rồi. Không sao đâu, anh cũng có lỗi với con mà em. Hôm nay hay là để ba chở con đi công viên chơi nha Đốm. Không thèm ba chở đi chơi nữa đâu. Con sẽ ra sân chơi với mấy bạn. Thôi kệ đi anh, giận chút xíu là hết thôi mà. À, vui quá, cho mình chơi với. Không, bạn là cậu bé không giữ lời. Tụi mình không chơi với bạn nữa đâu.
À, mình là người không giữ lời sao? Khi nào? Việc gì chứ? Bạn không nhớ hả? Hôm trước bạn hứa là 3 giờ chiều hôm qua ra sân chơi cùng với bọn mình. Vậy mà bạn không tới, là mình với bạn Tay To đợi bạn hoài đến khi mặt trời lặn. Ừ, ngày mai nhất định 3 giờ mình sẽ đến, mình hứa đó. Con về rồi à? Lâu rồi gia đình của mình không đi chơi công viên. Hay là mai nhà mình cùng đi chơi nha con. Yeah yeah, thích quá, được đi chơi công viên. Mấy giờ anh? 3 giờ chiều mai em thấy được không? Thấy ho, ngày mai sẽ được đi chơi công viên. Kìa đốm, con làm sao vậy? Sao con không chơi ở ngoài công viên cùng các bạn? Thì con không giữ lời hứa, chẳng ai thèm chơi các bạn đôi các buổi chiều. Còn con thì ở nhà đợi ba. Tại sao con không nói lại với các bạn? Tại con vui quá nên quên mất. Ba mẹ hiểu rồi. Ba mẹ biết đốm là cậu bé ngoan, biết dâng lời và còn giữ lời hứa nữa. Là vô tình có lỗi thôi con. Cũng giống như là ba vô tình quên lời hứa với con vậy. Ba xin lỗi con nha. Sai thì xin lỗi đốm à. Nhận lỗi một cách chân thành sẽ nhận được sự cảm thông và tha thứ của người khác. Con à. Dạ con hiểu rồi. Để lát nữa ba đền bù cho đốm thêm một chầu gà rán nha. Yeah. Đốm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm không được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đốm, lên phòng học bài cho ba. Không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em, với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịp lớp? Con lại không chịu học bài, chế phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá, kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi, chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ. Người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba. Ngày mai đến Tay To, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan, ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ. Con hư quá, tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bà chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đốm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì là cái gì là cái này? Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi. Con phải bậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn có bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả? Thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao cứ phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn.
bi bò, chánh đường, chánh đường. Bắt đầu phẫu thuật. Dạ, thưa bác sĩ. Quá trình lục vỏ hoàn tất. Da mổ. Cẩn thận đó, chỉ cần ra sai là bệnh nhân sẽ chết. Bác sĩ thường tập trung. Tiến hành lại bỏ khối u. Thôi chết, tiến hành cầm máu cho bệnh nhân. Chúng ta phải nhanh lên, bệnh nhân đang sắp chết vì thiếu máu. Tôi nghĩ chúng ta nên truyền dịch cho bệnh nhân. Được rồi, bệnh nhân tạm thời cầm cự được. Y tá, đọc cho tôi chỉ số huyết áp. 30/180 lần trái cây rụng. Kềm. Quá trình loại bỏ hoàn tất, tiến hành khâu vết thương. Quá trình phẫu thuật thành công. Bệnh nhân mới vào đây. Cái này chúng ta cần tích hột. Trời, bó tay chống cơm. Ê, vừa thấy giấy kiến chơi không? Chơi luôn. Chơi luôn. Chào mừng các bạn đến với vương quốc của chúng tôi. Các bạn biết tụi mình là ai hả? Hệ thống bảo mật của chúng tôi thông báo là có đối tượng lạ đột nhập. Nơi các bạn đang đứng là thành phố Tí Nị. Hay quá, vậy bọn mình có thể tham quan thành phố các bạn được không? Được chứ. Oh,
Đây là sinh tố kẹo, đây là súp sô-cô-la, còn đây là khai vị kẹo bông. À, thích quá. Báo động, báo động, trạng thái không an toàn. Hả? Chuyện gì vậy? Có núi lửa tuôn đá vào thành phố chúng ta sẽ tiêu tùng. Trở về trạng thái ban đầu. Mình đi tìm nơi đá lửa, các bạn hãy chặn lại nha. Ừ. Tao tao ơi, nhanh lên, không xong rồi. Thành công rồi, thành phố được cứu rồi. Yeah. Cảm ơn các bạn đã giải cứu thành phố chúng tôi. Mình vừa được ba cho chiếc đồng hồ mới nè. Có gì hay chứ, mình cũng có đây nè. Lại đây, mình sẽ cho bạn thấy sự khác biệt. Mình muốn có tốc độ chạy thiệt nhanh, nhanh hơn cả tay to. Bạn chạy thi với mình nha, bụng bự lên trọng tài. Ừ. Xuất phát. Sao hôm nay bạn chạy nhanh vậy? Mình đã nhờ đồng hồ thần kỳ này nè. Thích không? Như vậy là ăn gian đó nha. Mình đền bù mấy bạn thật nhiều món ngon nha. Mình muốn một cái bánh kem thiệt bự. Hả? À không, mình chỉ muốn cái bánh vừa đủ để tụi mình ăn thôi. Còn mình thích một chiếc nơ đẹp để ngày mai đi thi hát. Mình biết cái này hay lắm nè. Bụng bự lại gần mình đi. Khoan đổi thân thả. À, mình chơi trò đánh người đi. Bác ơi bác đoán xem đâu là bụng bự, đâu là đốm đi bác. Trời ơi, cái bụng, cái mông tròn ỉn kia chắc chắn là bụng bự rồi. Đang ngoe ngoải cái đuôi đó, chính là đốm. Bác lộn rồi, bạn đốm đây nè. Ơ, à, mấy đứa lại nghịch đồ chơi mới, rồi lừa mẹ phải không? Đố bác, đâu là bạn đốm, đâu là bạn bụng bự? Đây chính là bụng bự, còn bên kia là đốm. Ơ, sao có hay vậy? Tại vì ba nhìn thấy đồng hồ của đốm và nón của bụng bự kìa. Mấy đứa đổi lại rồi vô bàn ăn cơm đây nè. Hôm nay bác nấu mấy món ngon lắm. Dạ. Đúng là chiếc đồng hồ giúp ta thật vui. Ủa, cái là cái gì vậy?
À, mẹ mình nói cái này là con bù nhìn. Vậy tại sao người ta lại đặt ở đây vậy? Mẹ mình nói người ta dùng nó để đuổi chim. Chắc nhìn nó, lũ chim sợ vì nghĩ nó là con người nên không căng lúa. Bài khó quá. Hay chút nữa mình đi chơi về rồi làm sao cũng được. Nhưng mà mẹ vô phòng mà không thấy, nhất định sẽ phạt mình. Xong rồi, con bù nhìn này sẽ thay thế mình ngồi ở đây. Mình thật thông minh. Không biết bây giờ Đốm có tập trung học bài không nữa. Để lên kiểm tra thử coi. Phải vậy mới ngoan chứ. Mình phải thưởng cho con mới được. Nãy giờ học bài cũng lâu rồi. Đốm ơi, nghỉ ăn bánh đi con. Trời ơi, con với cái dám lừa gạt mẹ. Mình phải dạy cho nó một bài học mới được. Chào Đốm. Mẹ, mẹ ở đây dạy, dạy ai dưới bếp? Tại sao con dám lừa mẹ? Tại bài khó quá. Con muốn ra ngoài để thư giãn một chút thôi mà. Nhưng mẹ không muốn con lừa gạt mẹ như vậy. Như vậy là nói dối, không có ngoan. Dạ, con xin lỗi mẹ. Từ nay con không dám gạt mẹ nữa. Thôi, con ăn bánh đi. Rồi mẹ sẽ cùng con giải bài tập. Dạ, con cảm ơn mẹ. Ủa, hôm nay mẹ đi đâu vậy? Ừ, mẹ qua nhà ông bà chơi. Nên hôm nay Đốm giữ chìa khóa nhà nha. Giữ chìa khóa cẩn thận nha con. Dạ mẹ. Cảnh hóa này đẹp quá à. May tặng tay to mới được. Trời ơi, nắng quá, nắng quá đi. Mình bị dị ứng với phấn hoa mà. Thiệt là bất công quá. Anh ổ quá suốt ngày đi nằm một chỗ ở nhà. Còn mình bị vất vả đi ra ngoài như vậy. Số mình thật là khổ mà. Đói quá, kiếm gì ăn mới được. Thiệt là không công bằng mà. Thật là khổ mà. Ủa, anh chìa khóa hôm nay thế nào? Sao lại khóc lóc vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh thì sung sướng rồi. Hôm nào cũng ở nhà. Còn tôi phải đi theo cậu chủ ra ngoài. Vất vả biết là bao nhiêu. Tại sao tôi với anh là một cặp mà tôi phải chịu khổ như vậy chứ? Anh đừng như vậy. Như vậy là anh đang đố kỵ với tôi đó. Như vậy không có nên đâu. Anh còn dám dạy đời tôi nữa hả? Đã dạy từ đây, tôi không làm với anh nữa. Mặc kệ anh luôn. Ơ kìa, anh chìa khóa. Anh làm vậy không được đâu. Hey, ăn uống no nê rồi, giờ lên học bài thôi. À mà quên, phải khóa cửa cẩn thận. Ủa, có chìa khóa biến nó mất tiêu rồi ta. Không lẽ bị mất rồi?
Ổ khóa này mà không có chìa thì vô dụng rồi. Chắc phải vứt nó đi thôi. Mình đóng tạm cửa. Mẹ về sớm nữa mà. Thôi chết, không có mình anh ổ khóa cũng bị chết luôn rồi. Phải làm sao đây? Nhà này không khóa cửa đàng hoàng, cơ hội của mình đây rồi, phải làm dấu mới được. Tên trộm kia, dừng lại, không được ăn trộm nhà chủ của ta. Cái gì khóa bé tí kia mà muốn đồ ngăn cản ta sao? Trộm chết, biết tai này. Thiên phước, cái gì quá nhiều chuyện. Có trộm, có trộm, có ăn trộm, ăn trộm. Thật là hên quá, mình phát hiện kịp. Ủa, cái chìa khóa đây nào, phải tìm là ổ khóa mới được. Xin lỗi anh, tất cả là do lòng đố kỵ của tôi mà ra. Nếu không vì tôi á, thì tên trộm đã không vô nhà rồi. Anh và tôi, ai cũng có trách nhiệm riêng của mình hết. Có thể ban ngày anh rất giả, nhưng ban đêm ổ khóa phải canh chừng, bảo vệ cả nhà của đốm. Có những việc chúng ta cần phải hợp tác thì mới hữu dụng. Vậy nên hai đứa mình què nha. Đồng ý. Ui da, đau quá. Đi thôi mà cũng dắp té nữa. Mình té mà bạn cười gì vậy? Đội đơm, tại bạn hậu đậu quá nên mắc cười thôi. Do bạn không biết giữ thăng bằng lúc đi nên mới bị té đó. Gì? Mình mà không biết giữ thăng bằng hả? Mình giữ là bị siêu á nha. Siêu mà té? Không tin thì thi thử coi mấy bạn có đứng thăng bằng như mình không. Được, mình thi với bạn. Tay to, bạn làm trọng tài đi. Được thôi, vậy hẹn nhau chiều nay ở công viên nha. Chơi luôn. Các bạn chuẩn bị xong hết chưa? Xong rồi. Được rồi, mình ra luật. Các bạn đứng thăng bằng bằng một chân. Ai thả chân còn lại xuống trước là người đó thua nha. Được. Bạn chịu thua đi là được. Có thua cũng phải thi. Chưa biết ai thắng được đâu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Chịu thua đi. Không bao giờ. Tự nhiên cái đi thi thuốc. Ta chọc cho thua coi. Trời trời, ông kìa, xê ra. Thua rồi nha. Tại con ông chứ bộ. Ông đâu? Kìa. Mình cũng không thấy ông. Vậy đốm thắng nha. Thấy chưa? Mình thăng bằng là giỏi nhất mà. Không tin, mình thua bạn. Nhưng chắc chắn á, bạn không thể là người thăng bằng một chân giỏi nhất đâu. Đâu? Kiếm người đó ra đây cho mình. Kiếm không ra thì mình đang giỏi nhất nha. Vậy đứng đây chờ mình đi. Bạn hết đi đâu lâu quá ta? Hay là bị gì rồi? Chắc thua cái buồn quá ngồi nhà khóc nhè rồi đó. Đây là người giữ thăng bằng một chân tốt nhất. Cái gì? Anh Dịch hả? Anh còn đây lúc lắc mà đứng một chân gì nổi. Giỡn với anh đó hả? Được thôi, vậy thì thi liền. Thi nữa hả? Vậy chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Khi nào mỏi cứ để xuống, đừng có cố nha. Anh yên tâm, em thắng là chắc. Ôi cha, mỏi quá. Mới có xíu mà than rồi. Thua rồi. Em không thắng được anh trong khoảng này đâu. Sao lại vậy hả anh? Thì tại tối ngủ, anh cũng ngủ có một chân à. Hả? Sao anh không nằm ngủ? Tổ tiên anh thường ngủ trong những nơi ngập nước hoặc ẩm thấp. Mà chân anh thì mấy em thấy đó, chỉ có da bọc xương nên rất dễ lạnh. Bởi vậy tụi anh phải thu bớt một chân vào người để tránh bị lạnh đó mà. Thiệt luôn hả? Vậy đốm chịu thua chưa? Bạn không phải là người thăng bằng tốt nhất đâu nha. Thôi, cũng đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà phải hơn thua nhau. Mà hình như anh phải làm gì á ta? Hình như đi chợ. Em thấy anh xách cái giỏ. Đúng rồi. Để anh giờ. Trời ơi, chết rồi. Thôi, lẹ.
làm cái gì mà rầm rầm vậy con? Nhẹ nhàng thôi. Con xin lỗi. Con làm bể đồ rồi hả? Để mẹ dọn rồi phụ mẹ nấu ăn nha. Thôi mẹ, con hẹn Bụng Bự đi xem siêu nhân rồi. Không có đi đâu nữa, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Con đi có xíu là về liền à? Sao hôm nay ba khó khăn quá vậy? Thôi, cho đớm đi đi, để em làm được rồi. Con hư quá, ồn ào ba không làm việc được luôn. Mẹ nhờ con không chịu giúp, lại còn ham chơi nữa, ba phạt ở nhà. Ba không có thương con. Cho ông quạt nó, quạt. Quạt sáng giờ mệt rồi, phải cho tôi nghỉ chứ. Ghê luôn á, ba đã không thương mình, cứ quạt cổng chịu nghe lời nữa. Chắc là ba ghét mình ngồi đây lắm nè. Ba kỳ cục thiệt, đụng ngon tí là la mình hoài. Bực bội gì đâu á. Ai bắt cóc tôi vậy? Hả? Sao mình nằm ở đây vậy ta? Sao vậy ta? Gì mày ngẩn ngơ quá vậy? Hôm qua mình học bài ở phòng khách rồi ngủ quên. Sáng dậy thấy ở trong phòng của mình á. Mình đang nghĩ có khi nào siêu năng lực nào đó khiến mình lên không? Hả? Cái gì? Hay là ma? Mình nghĩ bạn nên xem thử một đêm nữa coi sao. Hay là tối nay hai bạn qua nhà mình ngủ đi, làm bài chung luôn. Ừ, cũng được á. Mình chắc không được đâu, tại mẹ mình đang bệnh. Ừ, vậy có Bụng Bự được rồi. Nó sắp tới chưa vậy? Chắc sắp hả? Mình thường ngủ quên cỡ này. Hay là mình làm bộ ngủ đi, rồi bắt quả tang nó. Ừ, cũng được á. Vậy giờ ngủ nha. Nó tới phải không? Ghê quá à. Bắt qua tay con ma. Ủa, là ba hả? Thì là ba chứ ai. May quá là có bác á, không là con ma bắt tụi con đi rồi. Ma nào con? Con ma có khiêng con từ đây về phòng mỗi tối á ba. Ma nào? Là ba đó. Ba hả? Ba chứ ai. Ba xuống kiểm tra, tính kêu con lên phòng ngủ thì thấy con ngủ rồi, cho nên ba tự ẩm con lên thôi. Con nghĩ ba giận con, nghỉ chơi với con luôn rồi chứ. Con đừng có nghĩ như vậy. Ba xin lỗi vì hay la con, nhưng do công việc của ba bữa nay bận rộn, cho nên ba cần yên tĩnh. Chứ ba không có bao giờ nghỉ chơi với con hết ha. Con xin lỗi vì ông hiểu cho ba. Ba bận rộn vậy mà tối khuya còn lo lắng bế con lên lầu. Nhưng mà không sao đâu, ba cố lên, con sẽ phụ mẹ giúp ba. Dạ, bác cố lên. Đớm thì để tụi con chơi chung cho. Cảm ơn các con, ba sẽ cố gắng. Dạ, cảm ơn ba. Xin chào mọi người, hôm nay tôi có một thông báo rất là quan trọng. Không biết có gì nghiêm trọng không nữa. Đúng rồi, chuyện gì nữa? Những gia đình nào thuộc diện nghèo sẽ được hỗ trợ một số tiền vào mỗi cuối tháng. Đây là bản tiêu chuẩn để vô danh sách những hộ nghèo. Gia đình nào thấy phù hợp thì làm đơn, tôi ký duyệt nhé. Vậy thì tốt quá. Vậy thì những gia đình nghèo khổ hàng tháng sẽ không còn lo cơm gạo nữa rồi. Nhưng không biết tiêu chuẩn để vô danh sách đó là gì hả? Chắc là những gia đình đó có người già bệnh tật, hoặc là có những người không có khả năng đi làm nữa nên mới được vô danh sách. Thì ra là vậy, như vậy thiệt là công bằng rồi. Được một số tiền mỗi cuối tháng à, phải làm cách nào đó để được vô cái danh sách đó mới đi. Không biết gần nhà mình có ai được vô danh sách người nghèo không ta? Hình như là nhà của cô chuột đó. Em chuột còn nhỏ, cô chuột lại hay bị bệnh, khó mà đi làm được. Ấy chi, mình được vô danh sách đó ha. Chi là Bụng Bự? Thì mỗi tháng có thêm tiền để mình ăn chứ gì. Trời đất, bụng mày nó to như vậy rồi, còn tham lam. Giỡn thôi chứ bộ. À, ba bạn nhỏ đi học mới về hả? Ôi da, đau quá đi. Trời đất, cục đá to như vậy mà không thấy sao còn để té nữa. Ông Cáo có sao không? Chắc là ta bị gãy chân rồi. Cái gì? Ông té nhẹ hiều như vậy làm gì mà gãy chân được? Ta bị gãy chân thật rồi. Từ nay ta không còn làm gì được nữa. Thôi, để tụi con dẫn ông vô bệnh viện. Không cần đâu, ta tự đi được. Mình thấy có gì đó không đúng ở đây nè. Đúng rồi đó, rõ ràng là ông ta té nhẹ như vậy, làm sao mà gãy chân được. Ông ta còn không chịu đi bác sĩ nữa. Có khi nào ông ta làm vậy để được vào danh sách kia không? Có thể lắm á, nhưng mà như vậy là gian lận, phải đuổi theo coi sao. Rõ ràng là chân ông ta không sao hết á. Có mấy đứa nhỏ làm chứng, mình có thể giả gãy chân để được vô danh sách đó rồi.
Trời ơi, ông ta lợi dụng tụi mình kìa. Tìm cách báo bác bò vàng mới được. Bác bò vàng ơi. Ủa, anh Cáo, chân anh sao vậy? Hôm qua, tôi sơ ý té từ trên cao xuống, gãy chân luôn. Từ nay, chắc tôi không làm được gì hết. Xin bác cho tôi vô cái danh sách người nghèo quá. Ê, bụng bự, đá cho mình đi. Đúng như ông Cáo rồi kìa, xin lỗi ông Cáo nha. Ủa, mà chân ông Cáo dính gì kìa? Cái thằng nhóc này làm cái gì vậy hả? Ủa, chân ông bị gãy, sao ông đá con mạnh quá vậy? À, ông Cáo nói xạo rồi. Nè, anh Cáo, anh giỡn với tôi à? Tôi người ta có tật nguyền, cũng cố gắng đi làm để thoát nghèo. Còn anh, hồi sức, còn khả năng lao động, mà anh lại tham lam, không trung thực. Anh làm như vậy, tụi nhỏ nó cười cho. Tôi thật là xấu hổ quá đi. Đúng rồi đó, đồng tiền do chính mình làm ra mới xứng đáng. Vì đó mới là công sức thật của mình. Hay quá, siêu nhân mất thời vung dậy rồi. Đã quá, cuối cùng cũng thắng. Thiệt là ngầu. Không biết cảm giác đó thì thế nào ta. Ba ơi, con muốn được làm siêu nhân. Con học giỏi thì đã là siêu nhân của ba mẹ rồi còn gì nữa. Không phải, siêu nhân là phải đi cứu thế giới như trong phim á ba. À, trong phòng thí nghiệm của ba có cái áo choàng đó. Đâu ba, cho con mượn đi cứu thế giới đi. Nhưng mà con phải làm theo ý của nó mới được, con có chịu không? Miễn sao con được mọi người ngưỡng mộ là được. Xin chào, từ giây phút này cho đến hết ngày, ngươi sẽ là siêu nhân. Ha, đã quá. Giờ làm gì ta? Ra ngoài giúp đỡ mọi người thôi. Đồng ý. Nào, nhanh giúp cô lao công đó đi. Mình đi cứu thế giới mà. Bạn muốn làm siêu nhân thì nghe mình đi. Đi liền. Con thiệt ngoan quá. Còn nhỏ mà giỏi ghê. Ba mẹ con rất vui vì con lắm. Dạ, con cảm ơn con. Nhìn lại trước kìa, có chuột con bị té đang khóc đó. Lại đưa chuột con đó về nhà đi. Bao giờ mới cứu được thế giới đây? Chuột con ơi, em bị sao vậy? Em chạy bị té, giờ đi không nổi. May mà có con, chứ không cô không biết làm sao luôn á. Dạ, con cũng tình cờ thôi, không có gì đâu con. Em cảm ơn anh nha. Anh đi nha. Còn nữa, nhìn phía trước kìa, có bà bò già đang không nhìn thấy đường để qua đường. Đốm qua giúp bà bò đi. Ủa, mà sao toàn làm việc đơn giản không vậy? Chán quá à. Cảm ơn con nhiều lắm. Dễ thương mà còn ngoan ngoãn nữa. Bà mẹ con sẽ vui lắm đây. Dạ không có gì, con chào bà con đi. Vui hơn lúc đầu giúp người chưa? Giúp mọi người xong thấy vui ghê. Mà chán lắm luôn á. Mình vẫn muốn cứu thế giới rồi à. Vậy mà còn chưa hiểu ra nữa hả? Cái gì ghê quá vậy? Thì việc lớn của bạn đó. Trời ơi, nguyên một con quái vật. Bây giờ làm sao đây hết chuyện? Không biết làm gì mà sáng giờ cứ đòi cứu thế giới. Mình đâu có nghĩ là nó khó như vậy đâu. Nhanh ra. Từ đâu xuất hiện thì hùng con đến vậy? Cút ngay. Đi ngay. Tại lẽ đâu ra mà đông đứa vậy? Chạy rồi, hay quá, giỏi quá. May mà có mọi người, chứ nếu mà không có, con không biết con như thế nào nữa. Con đã giúp mọi người thì mọi người không thể làm lơ mà không giúp con được. Ngoài việc học hành giúp đỡ ba mẹ mà con có thể làm những điều nhỏ nhặt để giúp mọi người thì đã là một siêu nhân rồi đó. Siêu nhân có nhiều ý nghĩa, không phải cứu thế giới mới là siêu nhân đâu con ạ. Hay quá, con hiểu rồi. Con cảm ơn mọi người. Dạ, tôi biết rồi.
tôi sẽ sắp xếp ngay. Dạ dạ dạ, tôi sẽ trao đổi. Dạ, cảm ơn ông. Em à, chúng ta phải chuyển chỗ ở khác thôi, không còn cách nào nữa. Ở đâu anh? Anh vừa nhận được cuộc gọi điều chuyển công tác của Ủy ban bảo vệ đường hầm thời gian thế giới. Nhiệm vụ của anh là không để cho lịch sử thay đổi em à. Nhưng mà còn gia đình của mình thì... Ba đi đâu, hai mẹ con theo đó. Huống gì đây là nhiệm vụ rất đặc biệt. Chúng ta phải đi ngay sao mẹ? Đúng vậy con à. Ngay cái việc chia tay với tay to bụng bự cũng không được sao? Đây là nhiệm vụ mật nên không được chia sẻ với ai hết. Chúng ta sẽ có dịp gặp lại các bạn thôi. Mẹ biết đốm sẽ rất buồn khi rời xa các bạn và đồ chơi. Nhưng mà ở trên không gian là không trọng lực, những đồ vật này sẽ gây hại đó. Chỉ được phép mang vật nhẹ nhất thôi con à. Đi xa sẽ rất nhớ những kỷ vật này, nhưng chỉ cần trong tim con luôn có bạn bè thì mãi mãi vẫn là bạn bè con ha. Mình sẽ thấy các bạn yêu thương đốm đốm nha. Cuối cùng cũng làm bài xong. Giờ mình đói quá à, kiếm cái gì ăn đi. Ăn kem không? Nãy mẹ mình cho tiền để ba đứa học xong ăn đó. À, như sắp mua rồi đó. Đâu có, trời vẫn trong mà. Có một đám mì đen ở đây thôi. Gì vậy? Nhắc gì tới mình vậy? Thiếu người chung chung hả? Đâu có đâu, chỉ là thấy bạn, tụi mình tưởng sắp mưa. Ra vậy. Bạn sao vợ? Có chuyện gì hả? Như mấy bạn thấy đó, mình đen thui, mấy bạn mây trắng, cứ thấy mình là bay đi mất. Người lớn thấy mình thì bảo, đã buồn bực rồi thì chớ còn mây đen u ám. Rồi chả ai chịu chơi chung với mình hết. Nín đi mà, có tụi mình giúp bạn rồi nè, đừng có khóc nữa. Mà đó giờ bạn cứ đen gì hoài hả? Mình biết rồi, chắc là do bạn không tắm á. Tắm là gì? Vậy tụi mình tắm cho bạn ấy, là bạn ấy sẽ trắng tinh giống như mấy bạn khác chứ gì. Thích vậy, vậy mấy bạn giúp mình đi. Mày đen ơi, xuống đây. Mát quá, nhộn quá. Sao mình vẫn đen thui vậy nè? Hay là do bạn lúc nào cũng cuồng nên u ám bám vào bạn thành màu đen? Mình cũng không biết nữa. Vậy tụi mình chơi ném cầu đi nha. Vui quá, chưa bao giờ mình chơi vui vậy hết á. Lần sau cho mình chung đội với mày nha, bụng bự béo à, không có chạy được. Bụng bự béo, bụng bự béo. Chào các con, chơi gì mà vui vậy? Dạ, tụi con chơi ném cầu với bạn mây đen ạ. Dạ chào bác. Chào mây đen, nhìn con dễ thương quá. Thiệt sao? Thiệt mà, chưa ai khen con vậy sao? Dạ, chưa. Vậy à, nhìn con là bác cảm thấy mát mẻ liền. Thấy con là biết tối nay sẽ được ngủ dưới trời mưa mát mẻ rồi. Bác có cách nào giúp bạn mây đen bớt đen không ạ? Bạn mây chỉ cần xả lượng nước tích tụ trong người là sẽ trắng trẻo trở lại thôi mà.
Khi thời tiết nóng, nước sẽ bốc hơi, bay lên, tích tụ trong người băng mây càng ngày càng nhiều. Ánh sáng không xuyên qua được người băng mây, cho nên băng mây mới có màu đen. Hèn chi, trời nắng nóng vài bữa là có mưa liền à. Bây giờ con bay ra cánh đồng gần đây đang cần mưa, giúp các bác nông dân tưới cây đi con. Dạ, tôi đi liền. Ô, mây đen kìa. Mây đen. Chưa bao giờ mình được hạnh phúc như vậy hết. Mày không xấu, mày chỉ đặc biệt thôi. Chỉ cần có những cái đặc biệt đó có thể giúp ích được thì bạn cũng luôn đẹp trong mắt mọi người. Mây đen cố lên. Mây đen cố lên. Cố lên, cố lên. Đốm, học bài chưa? Hôm nay bài ít mà mẹ. Mau phụ mẹ nấu cơm đi, nằm đó hoài à. Phim đang hay quá, con coi chút xíu nữa đi. Không được, ngồi dậy mau. Con với chả cái, ăn rồi suốt ngày hết chơi tới nằm. Sao mẹ mày khó chịu với con quá vậy? Chứ không phải hả? Ba thì đi làm vất vả, con ở nhà, rảnh không chịu phụ giúp mẹ gì hết. Còn bài bồ lung tung nữa. Ba mẹ cưng con riết rồi con hư à. Biết chừng nào con mới tự lập được hả? Lâu lâu mới hết bài, mà mẹ không cho con chơi gì hết đó. Mẹ không thương con. Mẹ không có thương mình gì hết đó. Ở nhà này không còn thoải mái nữa. Quyết định rồi, mình sẽ bỏ nhà đi. Mình sẽ tự lập, không cần mẹ lo nữa. Nè, con đang làm cái gì đó? Con sẽ ra đi, con sẽ tự lập cho mẹ thấy. Lần này con quyết tâm rồi, con sẽ không về đâu. Thôi được rồi, ba có dựng một cái nhà kế bên phòng thí nghiệm đó, con ra đó mà ở đi. Thiệt hả ba? May quá, con cảm ơn ba. Giờ con đi đây. Chắc là cái nhà này rồi, nhưng làm sao để vô đây ta? Chào ba, ba muốn vô ở hả? Ồ, căn nhà nói chuyện được à? Ờ, đúng rồi, mình muốn ở tự lập ở đây, bạn cho mình vô đi. Ừ, được thôi. Từ nay mình sẽ ở đây. Mệt quá, mình phải ngủ một giấc đã. Đói quá, đi xuống coi mẹ nấu ăn cho ta. Ồ, mình đang ở một mình mà. Không được, phải tự kiếm ăn. Tủ lạnh gì mà không có gì ăn hết vậy? Bạn tưởng đồ ăn tự có cho bạn ấy à? Muốn ăn thì đi mà nấu. Không thèm, mình nhịn không ăn, đi ngủ luôn. Đói bụng quá, qua xin một bữa đồ ăn mới được. Hết hạn đóng tiền điện rồi, đóng nhanh đi. Con mới ở bữa nay mà. Nhưng tới ngày định kỳ thì phải đóng thôi. Nhưng tiền đâu mà con đóng? Đóng tiền nước nữa nha. Trời ơi, sao tùm lum thứ hết vậy? Giờ có đóng không hả? Không đóng thì cắt hết. Nè, hôm nay cuối tuần rồi, mình cần được dọn dẹp. Bạn mau dọn dẹp hết nhà của mình đi. Nhưng mình đói mệt lắm, không đủ sức làm đâu. Mặc kệ, một mình mà đòi sướng như ở nhà hả? Làm mau lên. Mình chịu hết nổi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con sai rồi. Cô chịu về rồi đó hả? Mẹ ơi, con xin lỗi. Từ nay con sẽ cố gắng phụ giúp mẹ. Mẹ chỉ dạy cho con nha. Con còn nhỏ, chủ động phụ giúp mẹ từ những việc nhỏ nhặt nhất thì sau này lớn lên con mới tự lập được. Dạ. Mẹ, mẹ thấy còn gòn đúng không? Ủa, không phải cùng đi làm nhiệm vụ với con sao? Dạ, lo lắm rồi, con không thấy tín hiệu nào phát về đó. Chà, căng ha. Nếu tội phạm thời gian bắt được gòn gòn thì sẽ nguy hiểm. Chúng ta mau ra ngoài tìm thôi. Mẹ sẽ không bị té đâu, đừng có lo. Không, không, mẹ sợ. Không sao đâu mẹ, mẹ chỉ cần giữ thăng bằng là được. Nhưng làm sao làm được?
Mày giơ tay ra, những cánh chim đang bay như vậy nè. Mẹ ơi, có cả hàng ngàn cánh chim đang bay ở dưới kìa mẹ. Chúng đi đâu mà đông quá trời, hay có gì nguy hiểm gì ta? À không, đó là loài chim đi di trú đó. Đây là tập quán của nhiều loài chim, chúng sẽ đi tránh đông. Khi nào trời ấm áp thì sẽ quay về nơi ở cũ. Ồ, hay quá. Không biết Gòn Gòn có bay theo đàn chim này không ta? Không đâu con, Gòn Gòn không có tập quán này. À, mà con biết Gòn Gòn có thói quen gì nữa không? À, bà ấy từng làm ngược á mẹ. Ờ, là sao? Mỗi lần mẹ ấy ôm con thì nói ghét quá thôi. À, mẹ ấy còn mê ngủ nữa. Mỗi lần con yêu cầu mẹ ấy đi canh gác là mẹ ấy toàn ngủ. Mẹ ơi, con biết Gòn Gòn ở đâu rồi, mẹ theo con đi. Gòn Gòn, lại ngủ nữa hả? Gòn Gòn, sẵn sàng để lịch trực chứ. Thì ra, tại con nha đốm, Gòn Gòn có tập quán làm ngược lại đó. Ghét quá, ghét quá. Anh họ của mình á, mới hứa mua cho mình một con robot mới. Nói vậy nè, thấy nó hài chưa? Wow, nhìn ngầu ghê. Đẹp quá vậy, nhớ cho nhà chung á nha. Được thôi, nhưng mà bạn phải chơi cẩn thận nha. Bạn toàn làm mất không à. Gì? Mình có làm mất đâu. Bạn có mỗi con robot đó mà lên giọng với mình hả? Mình không có lên giọng nha, tại nó quý nên mình muốn giữ nó thôi. Không thèm nữa, nhà mình không những có mà đầy luôn á. Thiệt á hả? Vậy cho tụi mình qua chơi thử đi. Chết rồi, là nói dối. Được thôi, sợ bạn hả? Yeah. Không biết bà có cái gì để cứu mình được không ta? Vòng nói dối, chỉ cần đeo lên đầu, nhấn nút, lời nói dối sẽ trở thành lời nói thật. Tìm ra rồi, ta có một con robot đúng như con bụng bự muốn. Wow, nó nè, đẹp quá à. Mày đi khoe liền thôi. Có con robot mà ai cũng hâm mộ bạn vậy đó. Mình có xe đồ chơi mới đó, bạn có muốn đổi con robot với mình vài bữa không? Được á, xe đẹp ghê luôn, đổi đi. Đốm ơi, Đốm ơi, xuống mẹ nhờ chút nha. Đốm ơi, đồ tiêu rồi, xe xịn của bọ. Sao giờ? Con ơi con, bạn bò qua tìm con nè. Thôi tiêu rồi, sao lại đến giờ này chứ? Đốm đổi lại xe cho mình đi, em mình không chịu, đòi mình đổi lại đó. Mình trả lại bạn robot nè. Xe của bạn bị con quái vật to lớn trên đường, bị mình đi học già cướp mất rồi. Gì cơ? Mất rồi hả? Xe của mình. Nó từ đâu đi tới, lớn lắm, đòi cướp xe đồ chơi của bạn. Nó nói mình không được, nó sẽ đánh mình. Thôi mình đi về. May quá, không là bị chửi te tua rồi. Quái vật. Cảm ơn lời nói dối của mi, nó đã giải phóng cho ta đó. Mau đưa xe đồ chơi đây. Chết rồi, anh mất đi dòng tượng qua thế giờ. Nói dối không chấp mắt, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cứu tôi không? Ai cứu tôi? Ba ơi, tôi sợ quá ba. Con không thể nói dối để che đậy lỗi lầm của mình được. Càng ngày con sẽ càng nói dối quen. Con hiểu rồi, con xin lỗi ba. Bây giờ con lên lớp, con xin lỗi bạn bò và bạn bụng bự đi nha. Dạ, con nhớ rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Ha 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 ha!
Mẹ đang ở trong bếp, phải cẩn thận mới được. Đấm, tại sao con về mà không thưa mẹ? Thưa mẹ, con mới đi học về. Đấm, đưa sổ liên lạc cho mẹ coi coi. Lát nữa được không mẹ? Không, mẹ muốn coi liền bây giờ. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Đớm, con giải thích cho mẹ nghe coi. Con cũng muốn tập trung học bài lắm, nhưng mà con cứ bị làm sao á. Chân con không chịu ngồi yên, cứ ngồi được một lúc là nó lại cử động và đòi đứng dậy. Lúc coi tivi, chân con nó cũng cứ đòi nhảy thôi. Chưa hết đâu, đầu con nó cũng bị làm sao á. Bị sao? Thưa cô, con muốn đi vệ sinh. Thưa cô, con muốn đi uống nước. Đúng là con bị làm sao rồi, con nhớ lại coi. Đốm ơi, vô nhà lấy cho mẹ cái khăn đi. Dạ. Con không biết tại sao con không nhớ được gì hết trơn á. Con có biết mình bị sao không? Chúng con bị sao hết, con chỉ kém tập trung thôi. Bắt đầu từ hôm nay mẹ sẽ ngồi học với con. Thông minh nhưng kém tập trung, hay nói chuyện trong giờ học. Con làm xong bài tập rồi mẹ. Chân và đầu con có còn bị gì nữa không? Dạ, còn một chút, nhưng mà con đỡ rồi. Trên thế giới, có nhiều loài động vật hoang dã đã biến mất hoàn toàn. Hiện tại, có khoảng hơn 1.500 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng và cần được bảo vệ. Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong tự nhiên là vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết. Mình nhất định phải làm gì đó để cứu các con vật đáng thương này và cứu lấy tương lai của trái đất nữa. Nhưng phải làm gì ta? Chết nè, chết nè. Mẹ đang làm gì vậy? Là vậy, mẹ mới phát hiện ra là nhà mình có gián. Tội nghiệp con gián quá, mình phải cứu con vật tội nghiệp đó mới được. Mẹ để con. Chết nè, chết nè. Nó chạy thoát rồi hả? Dạ không, con giết chết nó rồi. Bây giờ con đem bỏ nó đi đây. Con nhớ cho vô bồn cầu rồi xả nước thiệt là mạnh nha. Dạ. Mày cứ yên tâm sống ở trong đây nha, ta sẽ bảo vệ mày. Phải giấu cái miếng này mới được. Ăn đi, chắc mày đói bụng lắm rồi. Ở trong này không mẹ thấy đó. Xin chào. Vào đi. Thank you.
Phòng con sao có mùi gì hôi quá vậy? Con có ngửi thấy mùi gì đâu. Không có gì đâu mẹ ơi. Trong này có gì vậy? Không có gì đâu, mẹ trả lại cho con. Con đã nói rồi mà. Con có biết gián là loại côn trùng có hại, mang rất nhiều mầm bệnh không hả? Dạ. Nào, ăn đi con. Cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay, con ngay. Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn, con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức, chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tôi to rủ tụi con chạy thi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát.
5, 10, 15, 20. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, tay ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy? Mình cũng không biết nữa, nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Có mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đi. Ba ơi, con đói bụng. Ba ơi ba. Ba ơi. Con đói bụng. Ủa, mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa. Đốm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu Đốm, mẹ. Cảm ơn ba. Ba bị đau đầu hả ba? Ừ, sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đốm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á. Nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó. Cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu. Mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha. Mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ. Vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi. Từ nay ba xin chừa.
Chán quá đi, đi học mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng có gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây. Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sữa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Trời đất ơi. Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đớm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước là ăn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Ôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba, hoan hô ba mẹ. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sapa chơi. Ôi, thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sapa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự xốc đồ đó nha. Dạ. Cái này nữa. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sao ở đây lạnh quá? Sapa nằm ở độ cao 1.600 mét,
so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Lại đây nè con. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn.